Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 56. Dưới ánh trăng nước hồ liền với con sông im ắng dâng tràn qua mép hồ mọc đầy cỏ dại thấp bé. Gió đêm ẩm ướt ấm áp bắt nguồn từ chỗ sâu giữa hồ lướt qua mặt hồ, trèo lên chân núi, thổi vào đình viện, xuyên qua những nhánh cây sum xuê chập chờn, tràn vào cửa sổ tròn, lao thẳng tới chỗ sâu trong điện cuốn lấy màn gấm nhảy múa điên cuồng lộ ra một góc mơ hồ sau rèm một chiếc giường ngà voi khắc rộng rãi bóng người quấn nhau chập trùng mây lật mưa rơi nước chảy róc rách thúc thận huy nghiến chặt răng mở ra đôi cánh tay có thể kéo căng chiếc cung sắt đầy kiên cố quấn chặt lấy cô hóa thân thành chiến sĩ dũng mãnh phóng ngựa rong ruổi, đụng trận sông quân cô là trận địa mà y đỏ mắt muốn chinh phục chiếm giữ Cô cũng là tướng quân mà y cam tâm tình nguyện thần phục tôn thờ. Y ước gì có thể vò nát cô thành từng tắc từng thớ mà nuốt vào bụng để trừng phạt sự vô tình và lạnh lùng cay nhiệt của cô. Rồi y lại chỉ muốn dốc hết toàn lực lấy lòng cô, hầu hạ cô, hèn mọn cũng chẳng màng chỉ vì đổi lấy mấy phần chiếu cố của cô. Họ tương đối vắng vẻ đối phương đã hơn tháng, đêm nay có thể thân mật lần nữa, cảm giác lâm ly vui sướng thỏa mãn cực độ xưa nay chưa từng có, thậm chí còn hơn xa đêm ở văn lâm các trước kia. Sau khi kết thúc, thúc Thận huy mồ hôi nóng đầy người, chỉ thấy tim đập như chống dục đánh trận, y vẫn ôm cô, không muốn buông tay chút nào. Hơi thở dốc thoáng ổn định, y mở đôi mắt vẫn còn đỏ, xoay sang nhìn người bên cạnh, ôm nàng gần hơn, để thân thể cô kề sát vào của y. Nguyên, Nguyên, hủy hủy, hủy hủy. Khương Hàm Nguyên nghe y lộn xộn gọi cô bên tai, vừa hôn vừa hàm hàm hồ hồ nói. Đêm qua lúc ta nhìn thấy đám cháy, ta lo lắng cực kỳ. Là thật đấy, ta sợ nàng có chuyện. Cô từ từ nhắm mắt, người trùng đi vì dư vị vẫn chưa hoàn toàn tan hết, lại cảm giác hương vị mềm mại dịu dàng của môi lưỡi người kia mân mê trên da thịt mình. Sao cô không thế chứ? Nghe xong, cô mơ hồ thầm nghĩ. Khi ấy cô đang trèo lên đỉnh ngọn tháp cổ, lúc ánh lửa kia đập vào mắt, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là y có sao không? Dĩ nhiên với thân phận của y, cô tin người bên cạnh nhất định sẽ bảo vệ an toàn của y trước hết, song cô vẫn không thể khống chế nổi lo lắng của mình. Cô ước gì có thể chắp cánh mà bay về, cô chạy dọc theo bậc thang tháp xuống, giận vì nó vừa nhỏ hẹp vừa xoay tròn, làm trễ nải bước chân mình, chờ không kịp từng tầng đi tới từng tầng xuống dưới, cô trực tiếp từ cửa sổ tháp mà nhảy xuống. Đến khi cô chạy về mới biết y không sao, còn chưa kịp thở phào đã thấy y đang xông vào trận lửa tìm mình. Cảnh đêm ấy hiện ra trước mắt Khương Hàm Nguyên, y nghe thấy tiếng cô gọi, chợt quay lại, từ giữa ngọn lửa, xa xa cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Y chạy về phía cô, dùng sức siết cô thật đau, ôm lấy cô mà lại chẳng nói một lời. Y sẽ không biết, một cái ôm thô bạo ngắn ngủi im lặng ấy, trái lại đã thắng mọi ngôn ngữ trên đời, đánh thẳng vào lòng người, khiến trái tim muốn đoạn tình tuyệt ái kia cũng bắt đầu vì đấy mà dao động. Khương Hàm Nguyên cảm thấy y lại ôm mình xoay vần, để cô nằm sấp trên gối. Cô vẫn còn uể oải chả muốn nhúc nhích, tư thế mặc y dày vò. Người đàn ông này không còn đòi hỏi phải gấp gáp và mạnh mẽ như ban nãy. Y đã biến thành một gã thợ săn kiên nhẫn giàu thủ đoạn, chậm rãi nhặt lấy khiêu khích, hưởng thụ niềm vui thú bên trong. Y trận lưng cô, hôn nhấm nháp cắn lên vành tai cô, thì thầm hơi gió bên tai cô, thấp giọng cầu nhau phản kính. Ta thật không ngờ chú ấy đến sớm vậy, ta vốn còn mong chờ chú ấy đi lạc, tốt nhất đừng đến luôn. Ta đoán chú ấy là người không có gia đình, chứ không sao lại nỡ phá người thế, nên đi hỏi lưu hướng. quả thế. hai má hương hàm nguyên vùi trên gối, khóe môi bị mấy câu vô lại của y câu vành lên. chú phản rất tốt với cô đó, chỉ nói cô bị ép về Trường An, cho là cô một lòng muốn quay về sớm, mới không từ vất vả chạy đến đóng cô sớm. ông ấy lại không biết lòng của tiểu nữ quân trong miệng ông rốt cuộc đã không thể cứng rắn như sắt như trước đây. Chuyện đã tuột khỏi kế hoạch của cô, bắt đầu từ cái ôm trong đám cháy đêm qua, cho đến chú phản từ trên trời rơi xuống, rồi thái phi nữa, làm cho cô có mấy phần vội vàng không kịp chuẩn bị, Tư tưởng cô vững vững vàng vàng, như không có gì đổi thay, song trong lòng cô, có thứ gì đó đã lặng lẽ bỏ ra trốn thoát từ khe hở của nơi giam cầm. Cô không thể quay về Khương Hàm Nguyên vô tình vô dục trước đây được. Dường như y thấy cô trầm tư mà bất mãn, môi rời tai cô, nụ hôn thoạt đầu đang triền miên dày đặc trên cổ trên bả vai cô, bỗng há mồm, thình lình cắn vai cô. Cô cảm thấy vừa đau vừa ngứa, không khỏi rụt vai, nhấc tay đẩy hắn. Y vững vàng bắt lấy tay cô, không cho phản kháng, tiếp tục dùng răng gặm xương vai của cô. Khương Hàm Nguyên cuối cùng không kìm được. Chàng làm gì thế?" Cô quát. Y trầm thấp nở nụ cười, thả lỏng răng ngực trườn từ sau tấm lưng ẩm ướt mồ hôi của cô mà lên, chạm đầu vào đầu cô, phủ môi lên tai cô, bắt đầu năn nỉ. Hủy hủy, hủy hủy, ta muốn nàng tốt với ta, ta không muốn nàng rời đi, ta vẫn mong người đến đón nàng đừng bao giờ đến. Sáng mai nàng đừng đi, nàng ở đây theo ta mấy hôm, chờ toán kia đến Dương Châu, nàng hãy về, được không? Khương Hàm Nguyên chậm rãi mở mắt, xoay mặt nhìn y. Y dường như còn chiếm đoạt đè trên lưng cô, hơi nghiêng đầu, cả móc lấy bả vai cô, đôi mắt không chấp, ngắm nhìn cô. Ánh trăng nhàn nhạt, bóng đêm mơ màng, cô nghe âm thanh năn nỉ bên tai, ngắm khuôn mặt người nam tử thân mật kháng khít này, thấy lòng mình như chìm trong nước, không ngừng đắm đuối, không có cách nào tự kềm chế. Nàng không tin à, trong lòng ta thật sự có nàng mà, ta chưa bao giờ từng để bụng người con gái nào khác như thế cả. Y duỗi mặt về phía cô, dùng chán ướt dính mồ hôi gá lên chán nóng bừng của cô, dịu dàng nhẹ nhàng cỏ cô thổ lộ tâm tình mình khương hàm nguyên tin y lúc y yên tĩnh đứng ngoài cửa đêm nay dùng giọng điệu ẩn nhẫn mà vội vàng nói với cô y đã rõ trong lòng mình có cô cô đã tin thậm chí không cần y mở miệng ngay trong đêm qua tích tắc y từ trong đám cháy chạy đến cô ôm chặt lấy cô cô đã cảm giác được vì mình mà nhịp tim của y nhịp nhàng ầm ầm rung động kịch liệt dù y từng thích người khác từng nghĩ sẽ lấy người khác vậy thì sao nào không quan trọng cũng vào tích tắc ấy khương hàm nguyên bỗng nhiên sáng ra cô biết đến cùng đêm nay cô đã chờ thứ gì đến cùng nghe lầm thành tiếng gió sột soạt ngoài vườn vắng kia là gì là cô đang chờ tiếng bước chân của y đang chờ y đến giữa mình ở lại thêm vài ngày chỉ cần y mở miệng cô sẽ không thể không ừ tâm trí cô luôn nghiêm nghị nhắc nhở rằng người đàn ông từng vào trong giấc mơ thổi nhỏ của cô không thể nào chân chính thuộc về cô đi cùng cô đến bước cuối cùng. Tâm trí nhắc nhở cô, bảo cô tập trung vào mục tiêu, kiên định tiến lên, tiếp tục làm một tướng quân rong rồi xa trường đuổi giết kẻ địch. Nhưng bước chân cô lại trở nên chậm chạp, phản bội lại tâm trí mình. Từ khi cô bắt đầu có ký ức, ngày qua ngày, năm tiếp năm, cô ôm ý chí như sắt thép có mấy phần tự ngược đãi mình, tạo ra cô của hôm nay. Cô chưa từng biết buông thả vì thứ gì. Nếu ở lại, cũng chỉ là ở thêm vài ngày, có thể làm y thỏa mãn, mà cô cũng có thể thu hoạch được vui sướng, thì vì sao không thể tung hoành trong thế gian, bỏ toàn bộ ra ngoài suy tính, tham hoan một lần. Cứ coi như phía chú phàn còn chưa đến, bọn họ có thể cùng. chung nhau một lúc, ở vùng đất Giang Nam vạn dặm núi ấm nước êm này. Y còn đang chờ cô đáp lại, dùng khuôn mặt tuấn tú trong giấc mơ cô cỏ cọ lấy mặt cô. Hủy hủy, hủy hủy. Cô nghe tiếng y lèo nhèo trách móc mình nàng quá nhẫn tâm, nếu đêm nay ta không đi cầu xin nàng, thì nàng cứ thế vứt bỏ ta mà đi, đúng không? Y nói bậy, đêm nay y có từng cầu xin cô sao? Lẽ nào không phải do cô bị đôi mắt xoắn suýt đè nén muốn nói lại thôi dưới ánh trăng kia của y đà động, không thể quyết tâm hung ác với y, đã chủ động mở miệng bảo y giữ lại mình à? Nhưng cô không có cách nào giải bày, cũng không thể nào giải bày, y sấn tới, tiếp tục quấn lấy cô. Nàng nhận lời ta đi lòng cô mềm nhũn hoàn toàn, mềm đến rối tinh rối mù. Cô đáp, được. Chàng trai lập tức nở nụ cười, bóng đêm ám muội, không thể thấy hết nét mặt tươi cười của y, nhưng ánh mắt y đang lấp lánh tỏa sáng. Y hôn cô một cái như tưởng thường, rồi dùng giọng sen lẫn mấy phần ra lệnh nói. Vậy thì, hoa man mẹ ta tặng, cả cây đao tín vật nữa, nàng cũng phải đem theo đấy. Tựa như một người đang giấy ruộng sắp chết đuối trong nước, trong linh thai của cô cuối cùng có một tia chấn tĩnh xông ra, nhắc nhở cô, lần này không nên nghe theo trước. Nếu đang trong tình cảnh thân mật thế này, cô nghe theo lời y, ý, ý là đã quyết định đưa quãng đời còn lại của cô gắn bó cùng người đàn ông này trừ phi chết đi. Đây là hứa hẹn trịnh trọng cả đời. Giờ phút này, cô có thể không? Chỉ vòn vẹn dựa vào một lần gặp bất ngờ thùa nhỏ, ở chung mấy tháng, đêm nay vì trước xa cách mà nảy ra xúc động, cả hai lưỡng tình lương duyệt đưa nhau cùng đạt vui vẻ. Cô lặng lẽ nằm bên gối, nghiêng mặt ngó ra sau lưng, trong bóng đêm khuôn mặt mơ hồ kia dựa tới. Y chờ giây lát, ngay sau đó đột nhiên tự nở nụ cười, dịu dàng an ủi cô. Nàng chịu ở lại cùng ta mấy hôm ta đã rất vui. Còn nhiều thời gian, nàng xem như ta chưa nói gì nhé. Khương Hàm Nguyên âm thầm nhẹ thở phào. Không chỉ thế, trong lòng có lẽ vì sự tha thứ và độ lượng của y mà nảy mấy phần ấy náy và cảm kích. Cô chống hai tay lên gối, nâng nửa người lên quay qua chủ động hôn miệng y, lấy đó để diễn đạt tâm tình mình giây phút này. Y hưởng thụ sự nịnh nọt hiếm có của cô, chợt nhớ lần trong cung tiên tuyền, cô đã cự tuyệt bảo mình không thích thế kia. Đôi mắt y dần tối đi, hai tay từ từ phủ lên người cô trong chốc lát, bỗng phát lực ép cô đổ xuống gối. Cô không chút đề phòng, kêu đau một tiếng tiếng nhẹ nhàng thở dốc dần dần lại vang lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ từ từ nghiêng rời đi, gió chẳng biết lúc nào đã lặng, màn trướng im ắng rủ, che lại phía sau một đôi bóng hình cuốn lấy nhau như mộng như ảo. Làm giấc mộng lớn đêm nay, còn có một người. Phản kính say mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, ông phát hiện mình đang ngủ lại chỗ nhã xa đêm qua, không chỉ thế, bên cạnh còn một cô gái đang nằm. Là kiều nương hát khúc đêm qua. Ông chỉ nhớ trên bàn rượu tối qua, nàng ta ôm tỷ bà, dường như cứ luôn nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng như che giấu cảm tình. Ông đóng quân nơi biên cương nhiều năm, chưa từng gặp người đẹp sang nam mà thêm nữa có lẽ uống nhiều quá, cũng nhìn cô nàng vài lần. Thế thôi, giờ tỉnh lại, ông thật kinh khiếp, thật không rõ vì sao mình say giữ thần thế, còn làm ra loại chuyện thất lễ thật lúng túng này. Nhiếp chính vương và lưu hướng ngồi cùng bàn đêm qua đã không còn thấy đâu. Ông xin lỗi luôn miệng, bảo về sẽ cho người mang đến tiền lụa cho nàng mong nàng đừng trách nào ngờ kiều nương không những không buồn mà trái lại còn chan chứa tình cảm bảo nàng ta tên là hồng diệp sống ở ngõ hẻm tạ ra từ ngõ đi thẳng vào ngoài cổng có gốc cây táo chính là nhà của nàng nàng sống với mẹ nuôi già cả nhà không còn ai nàng ta bảo ông chớ quên ân tình đêm qua nếu rảnh rỗi hãy qua tìm nàng nói xong tự mặc y phục nở nụ cười xinh đẹp ôm tì bà khoan thai rời đi Phản kính trợn mắt há mồm, đợi cô gái vừa đi, nhớ tới chính sự, vội hấp tấp chạy tới hành cung, trên đường lòng vừa hồ thẹn vừa hối hận, lại có mấy phần tư vị không thể nói rõ. Chỉ sợ mình làm trễ nải hành trình sáng nay của tiểu nữ quân. Nhưng, đến khi ông chạy tới dưới chân núi hành cung chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, mấy chạm gác vẫn trong bóng tối, chẳng thấy đám nào chuẩn bị lên đường cả. Ông càng thêm sợ hãi, nhanh chóng chạy tới hành cung, thì thấy lưu hướng đứng giữa đường như đang chờ mình, đón tiếp đêm qua nghỉ ngơi thế nào phản kính khoát tay nói say bí tỷ không biết trời trăng làm chuyện xấu để nhiếp chính vương và lưu tướng quân chê cười lưu hướng coi như thường cười nói phản tướng quân nói quá lời mỹ nhân trọng anh hùng chuyện tốt vậy anh em ta mong còn không được phản kính nghe vậy càng thêm xấu hổ chuyện đêm qua có bị lưu hướng biết cũng không gì song nhỡ tiểu nữ quân cũng biết lưu hướng thấy ông ngó sang hành cung định nói lại thôi, vẻ lo lắng bất an, mới ho một tiếng, hạ giọng, nghiêm mặt nói. Phản tướng quân không cần lo lắng, Vương Phi tạm thời có việc đã đổi hành trình, phải qua cuối tháng này mới đi được. Xem ra còn 6-7 ngày rảnh rỗi, nhiếp chính vương bảo ta đưa ông đi dạo quanh chút, nơi đây khắp nơi đều là phong cảnh, vô số điểm du ngoạn. Ta cũng vừa mới về, vốn không có cơ hội, giờ đều nhờ hào quang của ông. Phản tính mới thở phào nhẹ nhõm, thầm hô may mắn, nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao ông còn dám đi? Bèn mở miệng nhã nhận từ chối bảo mình sẽ chờ ở đây. Lưu hướng mời ba bốn bận thấy ông vẫn kiên quyết, cuối cùng đành thôi, hai người tán gẫu một lát mới rời. Phản kính dẫn thủ hạ ở lại, qua mấy hôm dần phát hiện, nhiếp chính vương và tiểu nữ quân cứ nhốt trong hành cung không ra ngoài nửa bước, không biết cuối cùng là đang bận chuyện gì. Bề ngoài nhìn ông cục mịch thật ra tâm tư rất tỉ mỉ, nếu không, lão thành chủ thành vân lạc cũng đã không phái ông đi bảo vệ cho tiểu nữ quân lớn lên. Sau chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó, mấy ngày nay rảnh rỗi không chuyện làm, ông từ từ ổn định tâm thần, dần hiểu ra. Nhiếp chính vương tư mạo xuất chúng, lẽ nào tiểu nữ quân đã có tình cảm với ngài? Hẳn là vậy, chỉ vì mình đến sớm phá phong cảnh, tiểu nữ quân không muốn đi, nhưng da mặt mỏng, bị ông thúc giục nên cô ấy không từ chối được. Ông cũng không phải kẻ ngu, từ hôm ở nhã xá về, ông đã rõ ràng, mọi việc đều là do nhiếp chính vương đặc biệt hậu đại ông. Cuối cùng thì ông cũng hoàn toàn hiểu sao mà ngày kế tiếp lưu hướng lại cố mời mình ra ngoài. Nhiếp chính vương và tiểu nữ quân ở trong hành cung khó chia khó lìa, còn ông cứ ngồi ngoài này canh chừng, sao được. Ông ảo não không thôi, bèn ra ngoài cùng ngày, đi giết mấy hôm còn lại. mươi 57 Chiều, Trương bảo cách cửa truyền vào một câu, phản tướng quân ra ngoài dung ngoạn. Thúc thận huy cười nói. Thật không dễ, cuối cùng hẳn ông ấy cũng suy nghĩ rõ ràng. Lục y thốt lời này, hai người đang tựa bờ cửa sổ nhìn khung cảnh non sông tươi đẹp, Khương Hàm Nguyên ngồi trên đùi y, y tay cầm tay cô viết chữ. Giữa ban ngày, y khoác bộ áo trong lụa trắng thật mỏng, không cài thắt lưng. Còn cô áo lót nhẹ mỏng, tóc dài chưa búi, nhìn cả hai đều không chỉnh tề, thì liên tiếp mấy hôm chưa từng bước ra ngoài, chỉ dính bên nhau ngày đêm không rời, dứt khoát cũng giảm bớt vụ mặc đồ. Khương Hàm Nguyên nghe cuối cùng phản tính cũng ra ngoài dạo chơi không ngồi thù một chỗ chờ mình nữa bèn nhẹ thở phào, bỗng thấy có phần có lỗi với chú ấy, như là mình đã phản lại niềm tin tưởng của họ. Tay cầm bút ngừng đoạn. Suy nghĩ gì à? Y lập tức cảm giác được cô đang thất thần, hơi sát tới dán ngực lên lưng cô, há miệng thân mật ngậm lấy vành tai cô, hỏi. Khương Hàm Nguyên sợ nhụt, né đi miệng y dường như y đã nhìn thấy tâm tư cô, thấp giọng cười nói: nàng đừng lo cho phản kính, ta chăm sóc ông ấy không dễ đâu. đã lặn lội đường xa đi ngày đêm mau đến đón nàng, sao xử bạc với ông được? nói không chừng đến khi nàng muốn đi đổi lại ông ấy không muốn đấy. khương hàm nguyên không hiểu, quay lại: ý chàng là gì? y chỉ cười không nói, cúi đầu hít hà mùi tóc cô, hôn cổ cô, theo xuống, bị cổ áo cô chặn lại, y bèn dùng răng ngậm kéo rơi cổ áo khỏi vai cô lộ hơn phân nửa tấm lưng, lại xuôi theo vết thương trên lưng cô tỉ mỉ hôn lên. Khương Hàm Nguyên nào còn viết được chữ, tay run lên, đầu bút lông cũng không biết lệch tới đâu thật ra mấy hôm nay ngày đêm điên đảo, hai người vừa tỉnh ngủ không bao lâu, cô không muốn y cứ thế quấn lấy mình mới bắt y đi ra, không cần dạy mình viết chữ kiểu này. Mới đầu cũng là y nhất định phải bảo cô ngồi trên đùi mình Rồi lại dính lấy quấy rối, Chớ nói viết chữ E tí nữa lại phải truyền qua giường nữa rồi cô cho là y sẽ tiếp tục vô lại, không ngờ sau một lát rằng co, y thở dài, đàng hoàng buông cô ra, chuyển sang mép giường cạnh cửa sổ, yên tĩnh hẳn. Khương Hàm Nguyên thoát khỏi vút người, thở phào, chỉnh lại y phục lo tiếp tục tập viết. Mấy hôm nay ngoài chuyện ấy, việc y dạy cô viết chữ cũng thành niềm vui thú của hai người. Không thể không nói, tuy 10 lần hết 7-8 đến cuối cùng không tránh khỏi từ viết chữ lôi đến giường, xong được y chỉ điểm, Hương Hàm Nguyên cảm thấy mình đúng là đã được khai khiếu, mỗi lần chấp bút đều cảm giác được bút pháp mình hình như có lĩnh ngộ mới, có sức hơn. Thoạt đầu cô tưởng y mệt mới chịu nghe lời, đang mừng cầu mà không được, lát sau, dần dần cảm giác dường như y có chỗ không đúng. Dù nhắm mắt nằm yên xong cảm xúc có phần xa sút. Nhìn mấy lần, cô thầm nghi ngờ y bực mình vừa rồi từ chối y. Đàn ông lại keo kiệt thế á, thật buồn cười, lại cảm giác mấy phần bất đắc dĩ đang định đặt bút qua rỗ, thì có tiếng trương bảo ngoài cửa truyền tới, nói quận trưởng và huyện lệnh tiền đường tới, đang được người của Lưu Hướng chặn ở chân núi, họ hỏi thăm, phải trang nhiếp chính vương điện hạ đã đến, nếu đã đến muốn xin gặp mặt. Thục Thận Huy lập tức mở mắt xuống giường bước đến bên cửa sổ, thò người nhìn ra ngoài. Nơi đây tầm nhìn rất tốt, cảnh tượng dưới chân núi nhìn không sót chút gì. Quả nhiên, thấy xa xa một đại đội từ đâu tới, mấy người mặc quan phục đứng ở chân núi đang nhìn lên hành cung. Y rụt lại, lần này y đến trước hạn, tuy cải trang, quan dân nơi đây không hay biết, nhưng đầu tiên là trang thái phi luôn ở ẩn không ra ngoài tự dưng tới đây ở hai ngày, sau đó mấy hôm nay hành cung luôn có người tấp nập ra vào, huyện lệnh bản địa dĩ nhiên nghe ngóng được, nghi ngờ phải trang nhiếp chính vương cải trang vi hành đến sớm Ông ta không dám tùy tiện xông đến, bèn báo tin lên cấp trên, quận trưởng nghe hỏi, đêm hôm qua suốt đêm đi đường, hôm nay đến thẳng đây, thử gõ cửa hỏi thăm. Thúc thận huy nhíu mày, khoác lớp áo cho Khương Hàm Nguyên còn mình ra ngoài, mở cửa nói. Cho họ về cả đi, bảo ta không có ở đây, đã đi giang đô, tháng sau một đường xuôi nam, đến trường đó lại thăm tiền đường. Trường bảo thấy y y phục sộc sạch cũng không dám dừng mắt lâu, khom người thưa vâng rồi quay người chạy như một làn khói. Bị quấy dày, Khương Hàm Nguyên cũng không còn tâm tình viết chữ, thấy y quay lại giường như có vẻ không vui, biết y không muốn bị quấy dày, bèn dỗ. Chàng nằm xuống đi, ta lột củ năng cho chàng ăn. Dù mới đầu hạ xong chợ Giang Nam đã có củ năng tươi, chẳng qua số lượng ít hiếm gặp thôi. So với củ năng đen nhiều bột thịt dày thì củ năng mùa này màu đỏ, lột ra thịt mềm ngọt nhiều chất lỏng, cảm giác rất khác. Y nghe lời nằm xuống, Khương Hàm Nguyên ngồi vào bên cạnh, lột một củ đút tới miệng y. Mới ăn hai củ đã nghe một trận ồn ào từ chân núi theo gió chuyển đến, Thấy y nhíu mày, cô bèn đứng dậy đang định qua đóng cửa, bỗng y chụp lấy cô, quay lại thì thấy y nhổm dậy. "Chúng ta qua chỗ yên tĩnh chút." "Ờ." Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, y nói tiếp, "Ở đây không yên nổi đâu, ta dẫn nàng đi dạo hồ. Bữa giờ nàng đến ta còn chưa đưa nàng ra ngoài dạo." Nói xong luôn miệng dục cô thay đồ, còn mình ra ngoài sai người đi chuẩn bị thuyền. Mấy hôm nay, mặc dù cảnh bên ngoài đẹp không sao tả xiết, nhưng hai người vẫn không bước ra nửa bước, ở mãi trong hành cung. Y nói đi là đi, tự dưng tràn đầy phấn khởi, Khương Hàm Nguyên bèn theo cùng. Hai người nhanh chóng thay đồ sửa soạn xong xuôi, tỷ nữ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cần đi dạo hồ. Y đưa Khương Hàm Nguyên từ cửa sau theo đường tắt xuống, đến cuối đường thông với hồ nước, ở mép nước một chiếc thuyền hoa đang đậu. Hai người bước lên, lưu hướng dẫn theo mấy người đi cùng, thuyền phu lên mái chèo thuyền hoa chậm chậm rời bờ hôm nay mặt trời rực rỡ chiếu rất hợp với du ngoạn. Dọc theo bờ, thuyền nhỏ lớn khắp nơi, ngoại trừ những thuyền nhỏ đánh cá kiếm ăn trên hồ, còn lại đều là văn nhân nhã sĩ và người giàu mang theo kỹ nữ đi chơi. Tiếng dây đàng hòa cùng tiếng ngâm thơ đối ẩm, nối tiếp nhau theo gió đô đưa trên hồ, cảnh tượng thật thái bình. Bọn lưu hướng ở bên dưới, thúc thận huy và khương hàm nguyên một mình trên khoang thuyền. Y dựa vào một chiếc giường đặt bên cửa sổ, để Khương Hàm Nguyên ngồi trong lòng lúc này y đang hầu Khương Hàm Nguyên, lột củ năng non, đút anh đào cho cô. Nếm vài miếng, dần dần thuyền đến giữa hồ, gió mát phất phơ, vô cùng thoải mái. Đêm qua Khương Hàm Nguyên ngủ không ngon giấc, giờ hơi dã rời, bất giác ngủ thiếp đi. Trường tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng thúc thận huy. ngẩng lên thấy y đang cúi đầu, như là vẫn luôn ngắm mình ngủ. Y mỉm cười. Nàng tỉnh rồi à. Khương Hàm Nguyên ngồi dậy, nhìn quanh ngoài cửa sổ phát hiện đã chẳng vạng tối không chỉ thế sắc trời cũng thay đổi rõ rệt ánh nắng chó trang buổi chiều chuyển thành một trời đầy mây trên hồ mây đen dày đặc gió hơi lớn không khí oi ả à như muốn mưa nhìn quanh cũng không thấy thuyền nào khác cô vội nói sao không gọi ta dậy trời chuyển rồi quay về chứ y đưa mắt nhìn mây đen ngoài cửa sổ lười biếng nằm xuống nói không vội cứ từ từ về cũng được tâm tình y dường như lại xa sút cô cảm giác được. Nhớ ban sáng lúc y bị mình đuổi đi cũng thế, bèn lại gần hỏi. Hôm nay chàng sao vậy? Y nhìn nàng một lát, nói. Đêm qua nhận tin, đoàn người đã lên đường thủy, đầu tháng sau, xuôi dòng sẽ đến Giang Đô Dương Châu. Ta không thể để họ chờ ta. Trễ nhất, sau ba hôm ta cũng phải lên đường. Cuối cùng, y chậm rãi nói. Nói cách khác, sau ba hôm, cô có thể khởi hành về Bắc khương hàm nguyên cũng trùng đi trong phút chốc y nhìn nàng một lát vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh cô hiểu ý trèo qua y giang tay yên lặng ôm cô bỗng nhiên nói hủy hủy nàng thích giang nam chứ khương hàm nguyên gật đầu vậy nàng có nghĩ đi trễ một chút không khương hàm nguyên hiểu rồi y hẳn là hy vọng mình cùng đi giang đô cô ngửa đầu cùng y bốn mắt nhìn nhau y siết chặt cô hơn thở dài ta thật không nỡ bỏ nàng cứ thế này mà đi trong lòng khương hàm nguyên mâu thuẫn không thôi xoắn suýt hồi lâu rốt cụ ộc vẫn lên tiếng ta là người trong quân rời quân doanh quá lâu ta sợ ta sẽ quên cảm giác cầm đao y trùng xuống khương hàm nguyên kéo cổ y hôn lên giải thích ta cũng không cam lòng tách khỏi chàng có điều cô dừng đoạn cuối cùng cũng phải từ biệt nhưng lần này đi nhạn môn ta sẽ nhớ điện hạ y chăm chú nhìn cô một lát bỗng nở nụ cười thôi bỏ đi nàng cũng nên quay về, ta biết chí hướng của nàng. Ta thu lại lời mới. Rồi. Tiếng sấm từ chỗ sâu trong hồ truyền đến, ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, ào ào nện trên đỉnh khoang thuyền. Nước hồ theo cuồng phong nổi sóng cuồn cuộn, thân thuyền hơi rung nhẹ. Y đưa mắt nhìn ra ngoài hồ, quay lại cười. Mưa to quá, những người ta muốn tránh hẳn đã đi rồi, về thôi. Nói xong thò người ra khỏi cửa sổ, đón gió lớn ra lệnh xuống dưới. Thuyền hoa chè nước mà đi, về tới chỗ xuất pháp ở mép hồ sát sau núi. Lúc này trời đã tối mịt, mưa to như chút nước, đoàn người đi thẳng lên núi vào cung, lúc sắp đến cửa, một thủ hạ của Lưu Hướng lên báo. Lưu tướng quân, trình vệ xuất vừa đưa đến một tin gấp. Lưu Hướng quay lại nhanh chóng ngó nhiếp chính vương, y đang tự tay che dù cho vương phi như không nghe thấy, cặp mắt nhìn tới cung dai đang ướt xuống phía trước, đỡ cô bước lên, miệm nói. Coi chừng trượt. Lưu hướng thu mắt, đứng yên nhìn nhiếp chính vương và vương phi đi vào, nhanh chóng quay người vội vàng rời đi. Đối thoại giữa lưu hướng và thủ hạ vừa rồi, Khương Hàm Nguyên cũng nghe thấy. Trình vệ xuất chính là trình hướng ở trận chung kết đoạt trước quán quân cuộc thi xuân 6 quân trường an bại dưới tay thủ hạ của Lan Vinh. Chuyến này xuôi nam, trình hướng không đi cùng. Hôm nay truyền tin cho lưu hướng, hẳn có việc khác. Không liên quan đến cô, Dĩ nhiên cô sẽ không lưu ý. Mưa đêm nay thật sự lớn, gió thốc ngược tàn phá, nhưng cũng chỉ một đoạn đường ngắn, Thúc Thần Huy đã nghiêng hết đồ che mưa sang bên cô, đến khi vào cửa cung, cô đã ướt nửa người còn y toàn thân ướt đẫm, hai người như một đôi vừa mới chui lên khỏi nước ướt nhẹp, nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cung nhân đã tới đón từ trước, nước tắm trong Giám Xuân Các cũng nhanh chóng chuẩn bị xong. Hai người đều ướt, vào trong, y kéo cô cùng tắm. Khương Hàm Nguyên cũng chiều theo, trong lúc tắm cùng, lại một trận giày vò không thể thiếu, đến trường ra rồi, dường như y đã mệt mỏi, cùng ăn ít cơm canh, ôm cô ngã người thiếp đi. Ban ngày Khương Hàm Nguyên đã ngủ, nhất thời không ngủ lại được. Tiếng mưa gió mãnh liệt ngoài điện phủ đầy hai tai, tỉ mỉ phân biệt ra tiếng thở trầm ồn của người bên gối, nghĩ đến vài hôm nữa đã phải rời đi, e không biết là khi nào gặp lại. Lại nhớ đến cảnh hôm nay y muốn giữ mình ở lại, xoắn suýt trong lòng. Cứ thế, suy nghĩ hồi lâu, dần dần đêm dài, cơn buồn ngủ ấp tới, đã thiếp đi, nhưng ngủ không sâu. Một cơn gió đêm mang theo mưa chiều âm thầm từ các lỗ cửa phóng tới, lay động màn trướng trước giường. Cô mở mắt, phát hiện trên giường chỉ còn mình. Không biết thúc thận Huy đã đi đâu. Cô chờ chốc lát, không thấy y về bèn xuống giường, phát hiện cũng không thấy y phục y. Hẳn đã mặc đồ ra ngoài cô nghe thấy tiếng gió táp mưa rào bên ngoài cảm thấy không yên lòng bèn mặc thêm đồ mở cánh cửa khép hờ đi ra hỏi công nhân trực đêm gần đó công nhân nói nhiếp chính vương vừa ra không lâu hình như đi về hướng điện minh huyên cũng không cho ai theo cùng điện minh huyên là thư khác trong hành cung y nửa đêm không ngủ một mình đến đó làm gì lẽ nào tỉnh giấc thấy tâm tình vẫn không tốt lại không muốn kinh động mình mới đi thư phòng xua đi buồn bực Khương Hàm Nguyên Trần trừ một lúc, cũng không cho ai đi cùng, tự mình đi điện Minh Huyên. Xuyên qua hành lang mưa, từ từ đến gần, quả nhiên, từ xa nhìn thấy ánh đèn lộ ra từ trong các. Cô đến gần, cửa các khép hờ, đang định đẩy cửa vào thì cô nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Lúc này mưa đêm chưa nghỉ, ào ào đập vào khóm chuối tây ở khu đình viện không xa sau lưng cô. Người bên trong đang nói gì, trong tích tắc nghe không rõ, nhưng giọng thì cô rất quen thuộc là lưu hướng thì ra là y đang bàn chuyện với lưu hướng đã có việc dĩ nhiên cô không tiện bước vào cũng không thể ở lại đang định xoay người rời đi bỗng nghe tiếng lưu hướng lọt vào bên tai lẫn trong tiếng mưa gió cộng thêm giọng ông không lớn nên không hoàn toàn nghe rõ nhưng hình như lờ mờ nghe được hai chữ vô sinh khương hàm nguyên khẽ giật mình cho là mình nghe lầm dừng bước trong biển các thúc thận huy ngồi sau bàn đang cầm một quyển sách đọc trước nín. Lưu hướng đứng trước mặt y, đã bẩm xong tin tức trong thư. Trình hướng gửi tới ban ngày, đang nín thờ chờ dây lát, thấy nhiếp chính vương đang ngồi mãi không đáp lại, vẫn cúi đầu đưa mắt nhìn lên quyển sách trên tay y. Ông cẩn thận liếc nhìn sắc mặt nhiếp chính vương, trần trừ đoạn nói. Vô sinh kia đúng là không quen khí hậu, xin hỏi điện hạ phải xử lý thế nào? Một cơn gió mưa ập tới. Đa di vào cánh cửa sổ phía tây thư các còn chưa đóng chặt. Cửa sổ lạch cạch va chạm trụ cửa, nước mưa ào ào tạt vào, gió thổi ánh nến trong các trao đảo muốn tắt. Lưu hướng vội bước lên khép kín cửa rồi quay lại. Ánh mắt thúc thận huy lướt qua ngọn nến trước mặt đang từ từ sáng tỏ lại, lạnh lùng thốt. Bệnh thì chị, chị không hết, chết thì chôn ngay tại chỗ. Chuyện như vậy, cần hỏi đến ta. Mặt y cực kỳ lạnh lùng, lại nói trước khi vương phi về nhạn môn kết thúc chuyện này cho ta ta không muốn về sau còn nghe được bất cứ tin tức gì liên quan gã hòa thượng này nói xong phất tay lưu hướng lui ra vội vàng quay lại chỗ trực đêm ở hành cung tìm tới người còn đang chờ mình thấp giọng dặn mấy câu gã kia đáp vâng lập tức mặc áo mưa đội nón lá thì lễ với lưu hướng rồi rời đi ngay bóng dáng nhanh chóng biến mất vào trong mưa đêm lưu hướng dõi theo người đi đứng đó một lúc lâu ngẩng lên bầu trời đen như mực nghĩ trận mưa này biết đến khi nào mới tạnh ông xoay người định quay về ngủ bỗng kinh hãi dừng bước vương phi đang đứng sau lưng ông không xa đang nhìn ông ông nhanh chóng kịp phản ứng nhanh bước tới ra vẻ không có việc gì chào sao vương phi điện hạ lại ở đây khương hàm nguyên nói chú đi theo ta cô quay đi lưu hướng đành đuổi theo lo lắng bất an đi theo cô đến một góc hành lang đình viện vắng vẻ Khương Hàm Nguyên đứng đó, mỉm cười nói. Chú Lưu, chuyện khác ta không hỏi. Ta chỉ muốn biết, nhà sư ấy hiện giờ đang ở đâu. Vừa đi gặp nhiếp chính vương, giờ lại thấy vương phi đứng sau lưng. Trong lòng ông đã biết không ổn, giờ nghe cô mở miệng đã hỏi vô sinh, suy đoán càng thêm vững chắc. Từ trước khi khởi hành rời Trường An, ông đã nhận lệnh âm thầm phái người đến thành Vân Lạc, Dùng ký do chủ trì giảng kinh đã đưa vị sư trẻ đang sống một mình ở hang đá ngoài thành đi nhận tội hình ở vùng Lĩnh Nam. Việc này do Trình Hướng phụ trách, nào ngờ có lẽ đi đường quá gấp, vô sinh quen sống ở phương Bắc không quen khí hậu, chưa tới nơi đã nhiễm bệnh không dậy nổi. Trình Hướng thấy hắn ta sắp không chịu nổi, sợ nhỡ chết trên đường, đành dừng lại rồi sai người đưa tin gấp hỏi cấp trên. Cho dù đến cùng nội tình chuyện này là thế nào, vì sao nhiếp chính vương muốn đưa hòa thượng đến vùng đất tội đầy, lưu hướng cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, chỉ thầm suy đoán mơ hồ thôi. Nhưng không thể để vương phi biết được, điểm này, ông lại rất rõ. Ông đè cảm giác ấy náy trong lòng, chỉ quỳ xuống dập đầu nói. Vương phi điện hạ thứ tội, vi thần không biết vương phi nói vậy là ý gì. Bầu trời đen kịt, mưa đêm nghiêng theo gió, từ đầu mái hiên thi thoảng tốc vào. Lưu hướng quỳ trên hành lang, không nhúc nhích, chỉ một lát, một nửa vai bị mưa hắt thấm ướt. Khương Hàm Nguyên nhìn ông, nhẹ gật đầu. Chú đi đi. Sau lưng Lưu Hướng đã toát mồ hôi nóng, vâng hai tiếng, đứng dậy cũng không dám nhìn cô, cúi đầu vội rời đi, mới chuyển qua góc hành lang, lại dừng bước. Điện hạ. Ông cuốn quyết lùi lại mấy bước, tránh sang một bên. Khương Hàm Nguyên quay lại, thấy Thúc Thận Huy đang đứng ở góc rẽ hành lang. Bốn mắt nhìn nhau, y cất bước đi tới, Quần tầm áo choàng lên vai cô, lập tức duỗi một tay, nhẹ nhàng ôm ngang eo cô, dịu dàng nói: "Đang mưa, y phục nàng ướt cả rồi. Về ngủ thôi." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 58. Cứ thế, Khương Hàm Nguyên được chàng trai bên cạnh đưa về tầm các. Tê lệnh toàn bộ công nhân trực đêm trong đình đi khỏi, đóng cửa, đi đến trước mặt cô cởi áo khoác giúp cô. Y mỉm cười, dùng giọng điệu thương yêu lại mang mấy phần trách cứ: thấp giọng phàn nàn. Người không còn nhỏ, sao giống đứa trẻ nửa đêm không ngủ được, chạy loạn ra ngoài thế. Bên ngoài gió lớn mưa to, nàng không thấy à. Y cởi áo khoác, cầm khăn tới tỉ mỉ lau khô nước mưa dính trên mặt và cổ cô. Khương Hàm Nguyên vẫn đứng yên bất động. Sao lại làm thế? Cô chầm chầm nhìn khuôn mặt điềm nhiên như không trước mặt, hỏi. Y ngước nhìn cô, không trả lời, tay vẫn tiếp tục lau mặt cho cô, cô giơ tay đẩy ra ta đã nghe được lời ngài nói với lưu hướng. Vì sao lại đối xử với vô sinh như thế? Một vị sư thôi mà, hắn có tội gì? Y đối mặt với đôi mắt mơ hồ lóe ra tia lửa giận một lát, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn không phải tỳ khưu trong sa môn sao? Y hờ hững hừ đáp, ném khăn trong tay. Nghe nói tuổi còn trẻ đã ngộ đại đạo, là vì cao tăng đắc đạo. Ngồi trong động đá làm gì? Phái hắn đi chỗ nên đến, làm chuyện mà hòa thượng nên làm, há không tốt hơn. Khương Hàm Nguyên giận dữ. Nói dễ nghe nhỉ, sau đó giám sát, canh giữ, cướp đoạt tự do của hắn, để hắn sống không bằng chết, đúng không? Ngày thế này, làm như ta không biết sao. Đây chính là thứ ngài gọi là chỗ hắn nên đi à. Huống hồ, hắn sắp sửa phải chết trên con đường ngài tiễn hắn này rồi. Y không phủ nhận, đôi môi khép chặt, ánh mắt dừng lên mặt cô như đang tường tận xem xét cô. Một lát sau, Y hờ hững nói. Hắn đã là người xuất gia, biết được hết thảy đều là báo, tất cả đều do nghiệp mà ra. Nếu thật phải chết cũng là số mệnh của hắn. Hai tay Khương Hàm Nguyên đã hết khống chế nổi, hơi phát run. Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng tàn khốc trước mắt như một người xa lạ, gần như không thể tin nổi, ngày mới một chốc trước, cô còn từng cùng y thân mật không rời. Cô vì bị y mê hoặc, vì sắp sửa chia lìa mà thầm cuốn quýt vô cùng phiền muộn, thậm chí là lần đầu tiên trong đời cô đã sinh ra dao động về mơ ước tương lai. Cô đã bắt đầu cân nhắc, phải chăng có thể thật sự gắn liền quãng đời còn lại của mình với người đàn ông này. Giờ đây cô nhìn y, nhìn khuôn mặt quen thuộc lại chợt lạ lẫm vô cùng, chợt nhớ tới mẹ, nhớ tới vị đại trưởng công chúa trong hoàng thành đến giờ vẫn cao cao tại thượng mà có lẽ mãi mãi cũng thế, nhớ tới y cũng không chỉ là thúc thận huy. Cô đã bị mê hoặc bởi nhu tình y biểu lộ, quên đi, y cũng là một người trong thiên gia thôi thể loại tàn nhẫn xem nhân mạng là cỏ rác, vốn như nhau, đã chảy trong máu thịt bẩm sinh gọi là cao quý của bọn hắn. Mà y, e là còn tàn nhẫn hơn ai khác, về mặt này, lúc kia cô một mình vào kinh thành dò xét y đã tận mắt nhìn thấy. Chỉ là cô choáng váng đã quên đi thôi. Cô siết chặt hai tay, chặt đến mức thành quyền, cuối cùng, từ từ nới lỏng. Vậy, đến cùng hắn đã phạm vào tội gì, đã mạo phạm ngài chỗ nào, ngài định trừng phạt hắn thế nào? cô hết sức cố gắng khống chế cảm xúc, lại hỏi. cô không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. môi y vẫn mím chặt, cho đến khi cô tưởng là y không trả lời, chợt nghe y hỏi. đêm trước khi nàng khởi hành rời thành vân lạc về trường an hồi đầu năm, nàng đã làm gì? ban đầu khương hàm nguyên không hiểu y hỏi vậy có ý gì, cô yên lặng nhìn vào mắt y. đôi mắt nhìn như bình thản, trong ánh mắt lại thấp thoáng mây ánh khó lường. cô cũng biết đã hỏi vậy ra miệng thì tuyệt đối y không thể bình tĩnh như ngoài giọng điệu được cô tiếp tục nhìn y đột nhiên như được khơi sáng ý ngài là gì không phải ngài cho là giữa ta với vô sinh có quan hệ bất chính chứ y không hé lời chỉ nhìn cô lương khương hàm nguyên như có gai nhọn khuôn mặt bởi vì người kia hiểu lầm cô mà nhanh chóng nóng bừng cô lập tức nói ngài hiểu lầm rồi đêm trước khi khởi hành đúng là ta có qua đêm ở chỗ hắn nhưng ta thề tuyệt đối không có chuyện mà ngài tưởng hắn là bạn của ta ta thừa nhận lúc ấy vì sắp đến hôn sự mà lòng ta hơi hỗn loạn hắn là người trí tuệ lời khuyên giải và tiếng tụng kinh của hắn có thể đem lại cho ta bình yên trong lòng cho nên mỗi lần ta đến vân lạc ta đều đi tìm hắn đêm đó ta đến cũng chẳng có chuyện gì cũng như trước kia ta và hắn nói vài câu tâm sự hắn tụng kinh cho ta nghe rồi ta ngủ thiếp đi tỉnh lại trời còn chưa sáng ta đã đi chỉ có vậy cũng là toàn bộ quan hệ giữa ta với hắn mấy năm qua y vẫn im lặng cô nghĩ mình đã giải thích rõ nhưng qua ánh mắt của cô cô không nhìn ra y có chút nào dịu xuống chẳng biết tại sao vẫn cảm thấy dường như còn âm trầm thêm mấy phần tim cô đập mãnh liệt ngài nhìn ta vậy là sao ngài không tin nếu ngài cứ cố ý hiểu lầm đặt tưởng tượng thêm của ngài lên người ta rồi kết luận ta là kẻ phóng đáng làm nhục ta thì thôi ta nhận nhưng hắn không phải Hắn khác với người trên thế gian, hắn tinh thông Phật pháp, trí tuệ cao xa, hắn sinh ra là để độ người. Tâm tính hắn đơn thuần, không chút tư dục, mấy năm qua hắn ở trong động đá ngày đêm khổ tu, dốc lòng dịch kinh. Hắn xem bệnh cho dân trong thành, giải trừ cơn đau đớn. Hắn tuyệt đối không phải là loại người ngài nghĩ. Cô nói xong, thấy ánh mắt y lấp lánh, bật cười một tiếng như rằng lời cô nói là trò cười. "Hủy hủy, hủy hủy của ta." Y gọi tên cô hai tiếng dùng giọng điệu rất cổ quái. Ra là trong lòng của nàng cũng có người được xem trọng như thế. Hắn ta là thánh nhân à, chỉ có nghe hắn tụng kinh khuyên nhủ, nàng mới có thể yên lòng ư. Đáng tiếc. Khương Hàm Nguyên chụp lấy tay y, ngắt lời chào phúng. Ta chỉ xem hắn là bạn, ngài muốn ta thế nào mới chịu tin, rốt cuộc ngài đã phải đưa hắn đi đâu vậy, hắn đã bệnh đến sắp chết rồi, ngài tin tưởng ta, thả hắn đi nếu thật sự có sai thì đó cũng là lỗi của ta. Là ta đưa hắn đến thành vân lạc, là ta tìm hắn nói chuyện, muốn hắn tụng kinh cho ta nghe. Hắn vô tội mà. Ánh mắt thúc thận huy từ chỗ cô nắm chặt tay mình, chuyển sang khuôn mặt đầy nóng lòng lo lắng. Y nhìn một lát, chậm rãi nói. Hủy hủy, ta có thể tin lời nàng, nhưng gã hòa thượng này, ta cho nàng biết, hắn tuyệt đối không vô tội đâu. Nếu hắn đúng như lời nàng nói, không chút tư tâm, sau khi hắn từ tây phương về được nàng cứu vết thương lành rồi hắn nên nhận lời mời hộ quốc tự mà đến trường an quốc đô của đại ngụy đấy mới là chỗ thích hợp nhất để hắn tuyên pháp chỉ có ở trường an lời của hắn mới truyền đi được càng nhiều nơi càng xa hơn còn chuyện dịch kinh cũng chỉ có ở trường an nơi tập trung nhân lực vật lực trong thiên hạ hắn mới có được nhiều trợ giúp và tiện lợi đừng bảo ta rằng hắn không biết hắn là đệ tử quan môn của động pháp cao tăng tây vực sau khi động pháp đến trung thổ, điểm đặt chân ngài chọn chính là lạc dương quốc đô của tấn quốc ngày đó. Ở đó, động pháp mới có thể dịch một lượng sách kinh rất lớn, tuyên giảng pháp lý, phổ độ chúng sinh. Giờ người đệ tử đắc ý của động pháp này, nếu hắn đúng như lời nàng, một người lòng hướng Phật Pháp, hắn không biết nơi nào hiện nay mới là chỗ hắn cần đi nhất à. Hắn cứ thế buông bỏ, dừng trong hang đá hoang giá kia mấy năm. Nếu hắn không phải vì nàng thì vì ai? nàng lại nói rằng hắn không có chút tư tâm nào chăng? Y cười lạnh. Cũng chỉ có nàng, ngây thơ vô tri mới có thể bị hắn gạt. Bây giờ nàng là nhiếp chính vương phi đại ngụy. Ta cho nàng biết, nếu hắn không có bất kỳ tội danh nào khác, chỉ bằng lý do này cũng đã đủ. Mang tiếng xuất ra, lục căn không tịnh. Ta há có thể dung thứ hắn ở cạnh nàng, gạt nàng, bôi bẩn thanh danh của nàng ư. Y ngừng đoạn, giọng lại truyền sang lạnh nhạt. Cứ vậy đi, đây là sắp xếp tốt nhất ta có thể làm cho hắn rồi. Nếu thật sự hắn giống như lời nàng nói, là cao tăng độ người, thiên hạ nơi đâu không thể độ, cứ phải ở thành vân lạc. Ý cứ thế suy luận vô sinh thành một kẻ không chịu nổi, Khương Hàm Nguyên nghe tê dần cả ra đầu, cơn phẫn nộ vừa ban nãy miễn cưỡng mới đè xuống lại dâng lên, cuối cùng chịu hết thấu. Thúc thần Huy, cô tức giận, gọi thẳng tên y. Ngài hoàn toàn là kẻ suy bụng ta ra bụng người, rốt cuộc ngài phái hắn đi đâu? hắn sắp chết rồi mà. Y đứng thẳng, lặng lẽ nhìn cô không nói. Khương Hàm Nguyên cắn răng, hai tay siết thành đấm thật chặt, đốt ngón tay răng rắc. Y liếc qua. Sao, đã gọi thẳng tên ta rồi còn muốn ra tay với ta sao? Nói xong, hất cầm chỉ hướng tây cát. Bội kiếm của ta ở đấy, nàng cứ đi lấy. Khương Hàm Nguyên nhắm mắt, hít thở một hơi, bất ngờ xoay người ra ngoài. Dừng lại. Nghe tiếng y quát sau lưng nàng đi đâu, tìm lưu hướng à, ta cho nàng hay, đừng nói lưu hướng không có gan này, dù ông ta là có gan nói với nàng đi nữa, nếu nàng dám đi, ta lập tức lấy mạng gá vô sinh kia. Cùng với tiếng nói sau lưng là một tia chớp lóe lướt qua cửa sổ, theo sát sau đó là tiếng sấm nổ tung ở đỉnh núi phía sau, chấn động run cả cửa sổ, mưa to như chút nước, lột đột đánh vào cửa sổ. Khương Hàm Nguyên dừng bước, đứng một lát, chậm rãi quay lại nhìn người bên gối mình trong mắt y nhìn không ra nửa phần dịu dàng trước đây. Lúc này ánh mắt chỉ còn lạnh lùng liếc nhìn. Khương Hàm Nguyên biết là y nói thật. Cô nghe tiếng sấm chấp ầm ầm đè từ trên đầu điện cát, nhìn người nắm quyền lực sinh sát thế gian trong tay trước mặt, tức giận trong lòng từ từ hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Cô ngơ ra thật lâu, xoay người lại bước đến trước mặt y, trong ánh mắt giật mình chăm chú của y, hai gối từ từ hạ xuống, quỳ trước y, dập đầu chạm đất. Xong, cô ngồi lên, vẫn quỳ, dương mắt, "Điện hạ, nếu thật sự ngài không thể bỏ qua, ta khẩn xin ngài, hãy truyền một lời, để người của ngài đừng quá khắt khe với hắn, hãy chữa bệnh cho hắn, giữ lại tính mạng của hắn. Đừng để hắn cứ thế mà chết, hắn chỉ là bạn ta, lúc trước là thế, tương lai cũng là như thế." Cô nhìn vào cặp mắt người đàn ông trước mặt, từng chữ từng câu nói. "Quyền sinh sát nằm trong tay ngài, mạng người trong mắt ngài chẳng khác nào sâu kiến. Còn ta không giống." ta vốn là người chẳng lành, mẹ ta vì ta mà mất mạng, ta không muốn người bạn duy nhất này của ta cũng vì ta mà chịu tội, cứ thế chết. đi, ta khương hàm nguyên, mượn sấm xét tối nay mà thề, ta sẽ không đi tìm vô sinh nữa. ta cũng thề, cuộc đời còn lại của ta, bất kể dài hay ngắn, bất kể sau này người ở chân trời nào đã làm nhiếp chính vương phi, cho dù sau này không còn, thà cô độc sống quãng đời còn lại, ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì đáng hổ thẹn. ta là người lính thằng ta làm trái lời thề, hãy để một ngày ta chết nơi xa trường, đầu thân hai nơi, giống như. Cô bỗng đứng dậy, đi đến trước bàn sách phía tây điện các, nắm bội kiếm y đặt ở chỗ ngồi, một tay rút ra, tay kia nắm mớ tóc dài của mình, hưa kiếm gọt qua sóng vai. Tốc độ cô hưa kiếm nhanh như chấp ngoài cửa sổ, đợi thúc thận huy đuổi kịp, kiếm đã lia đến tóc cô. Y không kịp đoạt kiếm từ trong tay cô, cưỡng ép chụp mũi kiếm, khó khăn lắm mới cản dừng kiếm thế vài sợi tóc dài của cô bị lưỡi kiếm liếm đứt, từ từ bay xuống. Tiếp đó, máu đỏ thắm từ giữa ngón tay cản kiếm nhanh chóng chảy ra, nhỏ xuống vai cô. Khương Hàm Nguyên kinh ngạc, nhanh chóng ngước mắt, đối mặt với khuôn mặt y đang nhíu chặt mày. Cô biết lòng bàn tay y đã bị lưỡi kiếm cắt rách, trong tích tắc không lo được chuyện khác, cất bước định chạy ra ngoài gọi người đưa thuốc trị thương tới, lại nghe tiếng nói sau lưng. Không chết được. Cô dừng bước, quay đầu, thấy kem một tiếng, y ném kiếm, xé một góc áo trong bằng lụa trắng trên người, qua loa quấn hai ba vòng nơi bàn tay đổ máu, rồi đăm đăm âm u nhìn cô hồi lâu, bỗng lạnh lùng thốt. Nàng có biết rằng, nàng có thể vì hắn, người để nàng hèn mọn lại quyết tuyệt với ta đến mức này, rốt cuộc là ai không? chương 59 Không đợi Khương Hàm Nguyên đáp, y tiếp tục tự hỏi tự nói. Bốn năm trước, cũng chính là giữa thu năm tiên đế thứ tư, hắn từ Tây Vực trở về, được nàng cứu. Quay ngược lại 6 năm trước, tháng 3 năm Thánh Võ Đại Sùng thứ 36, hắn cầm giấy tu hành, Tây Xuất. Lại về trước đó 11 năm, tháng 7 năm Đại Sùng 25, trong chùa từ Bi Lạc Dương có thêm một đồng tăng pháp hiệu là Vô Sinh. Chuyện ta có thể tra được liên quan tới cuộc đời người bạn tốt của nàng, dừng tại đây. Giọng điệu y nhắc đến hai chữ. Bạn tốt. Hơi nặng, như ngầm chế diễu. Vô sinh này, trước năm 6 tuổi, họ gì tên gì, đến từ đâu, gia tộc là ai, ta không có chút xíu manh mối. Hắn cứ như chui ra từ lòng đất, một người có thể được động pháp thu làm đệ tử quan môn, chưa từng có chút dấu vết của quá khứ. Hủy hủy nàng nói, khả năng là gì nào? Khả năng duy nhất, chính là quá khứ của hắn năm đó đã được tận sức che giấu. Khương Hàm Nguyên kinh ngạc nhìn dáng vẻ y nói, thầm nghĩ, tự khi nào y đã theo dõi vô sinh, lôi chuyện quá khứ của hắn, cha rõ rõ ràng ràng vậy mà cô không hề hay biết năm ấy có chuyện gì hẳn nàng đã biết y tiếp tục tấn phá sạch tấn thất cuối cùng bị diệt lúc ấy thành loạn lửa cháy mất mấy ngày đêm thuộc nhánh chính của hoàng phủ đã chạy thoát chỉ có mỗi thái tử hoàng phủ hùng lúc ấy không có ở đại tấn cùng một nhóm tàn đảng chạy đến phương bắc tìm chỗ nương tựa người địch theo ta được biết giờ anh ta đã chết bệnh một người khác tung tích không gió cuối cùng cũng được xem như đã chết là con nhỏ của tấn đế tên hoàng phủ chỉ lúc ấy chừng năm sáu tuổi nghe nói trời sinh hắn di cốt, có thầy tướng khẳng định chính là tướng của thánh nhân. Khi đó tấn thất đã là mặt trời lặn xuống núi đằng Tây, hắn vừa sinh ra đã được coi là báo hiệu tấn thất phục hưng, cả nước tuyên dương. Ngày lạc dương phá, tấn đế giao quốc tỷ cho hắn, sai người dẫn hắn chạy trốn, trong cùng đường mạt lộ, hắn bị người phụ, nhảy xuống nước bỏ mình, về sau không còn tung tích. Nếu nghi ngờ của ta không sai, vô sinh hiện giờ, chính là hoàng tử nước tấn ngày đó nhảy xuống nước bỏ mình. Hủy hủy. Y gọi cô, chăm chăm nhìn cô. Nàng nói xem, ta phải đối xử hắn thế nào. Khương Hàm Nguyên đã bị y chấn động đến ngần ra. Cô định thần thật lâu, ánh mắt lướt qua mảnh lụa trên tay thấm máu giỏ xuống, bất chợt tỉnh táo lại. Ngài vì nghi ngờ thân phận của hắn, bèn đối xử với hắn như thế. Y hư lạnh. Cho dù hắn không phải hoàng tử tấn thất mà chỉ là một gã hòa thượng, ta cũng tuyệt đối không thể để hắn ở lại thành vân lạc làm tổn hại thanh danh nàng huống hồ có thể hắn còn có thân phận kia. Năm đó một toán dư đảng nước tấn theo Hoàng Phủ Hùng trốn đi Bắc địch đến nay vẫn còn sống, nực cười không biết tự lượng sức mình, mưu tính bảo hộ lột ra, nằm mơ cũng muốn mượn người địch mà khôi phục. Vốn chẳng qua là bầy nhãi nhép không đáng nhắc đến, nhưng đã dính tới người địch, quốc chính đang chuẩn bị chiến đấu, ta há có thể không quan tâm. Hủy hủy ta cho nàng biết, mặc kệ hắn có phải thật sự một lòng hướng Phật thế hay không, thân phận của hắn chính là tội ta không trực tiếp lấy mạng hắn, chỉ phái đi trông chừng, đã là nể mặt nàng, phá lệ khai ân với hắn rồi. Khương Hàm Nguyên im lặng thật lâu, chậm rãi nói. Vô sinh là người thế ngoại, ta tin tưởng hắn. Nàng dương mắt nhìn người đối diện. Nhưng quốc sự làm trọng, nếu như hắn thật sự là hoàng phủ chỉ từ miệng ngài, điện hạ có thể xử lý theo tâm ý ngài, dù hắn không làm gì, ma ngọc có tội, giết hắn, ta cũng không thể nói có chút nào không đúng, ta càng không thể ngăn cản vì ban nãy ta vừa mới vô chi vô lễ, xin tạ tội với ngài. Nhưng... Khương Hàm Nguyên đăm đăm nhìn người đàn ông đối diện, nhẹ giọng hỏi. Vì sao vừa nãy ngài không nói rõ với ta? Y không nói. Ngài thử ta, ngài muốn xem phản ứng của ta sao? Cô hỏi lần nữa. Hai hàng lông mày y đen thui, mắt nhìn cô, khuôn mặt trầm xuống dữ tợn như mưa gió tàn phá bừa bãi trong đêm ngoài kia. Người cả thành vân lạc nhìn nàng và hòa thượng kia thế nào, Nửa phần nàng cũng không biết à?" Y lạnh lùng hỏi ngược. Liên quan tới chuyện này, ta vốn định giữa thể diện cho cả ta nàng, không cần lôi ra nói, tránh chọc nàng giận vu vơ. Tự ta kết thúc nó thì cũng thôi đi." Y dừng đoạn, lúc nói tiếp giọng như đã muốn nghiến răng nghiến lợi. "Còn nàng, nàng nói giữa nàng và hắn không có quan hệ bất chính, ta tin tưởng nàng. Nhưng hắn đối với nàng rốt cuộc quan trọng bực nào hả? Ta đối với nàng có chỗ nào không tốt?" ta tự hỏi lúc nào cũng lấy lòng để nàng vui, chịu nhịn cầu toàn, mà tới giờ nàng vẫn chẳng chút lay chuyển. Đêm nay, còn vì một người gọi là bạn, người cao ngạo như nàng lại tự cam chịu nhục hèn, tình cảnh quyết tuyệt với ta thế này, thật là khiến ta bất ngờ, mở rộng tầm mắt. Hơi thở y có phần không chừng, im bặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mảnh lụa trắng quấn lung tung nơi tay đã thấm đầy máu, máu ngưng tụ lại, từ giữa ngón tay y, chậm rãi, nhỏ xuống đất. Y không nhúc nhích, như không có cảm giác. Sấm chớp không ngớt, một tiếng sấm rền từ sau núi lăn tới, như nổ tung ngay trên đầu hai người. Đêm nay, ngoài hành công này, như muốn chút hết mưa cả đời vùng giang nam xuống. Cô nhìn y, đăm đăm nhìn, một tia chớp xẹt ngang cửa sổ chiếu lên sắc mặt tái nhợt, hiện sắc u lam thảm đạm. Nàng câm rồi à, không còn câu nào khác. Cùng với tiếng sấm vang rền nối đuôi chớp lóe ngoài cửa sổ là tiếng y đột ngột nghiêm nghị quát. Cô chỉ mím môi, không nói một lời. Thúc thận huy không lên tiếng nữa, y đứng thẳng khoanh tay, mặc cho máu từ từ xuôi theo ngón tay nhỏ xuống, đất dưới chân y đã động lại thành một vũng máu tươi. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ lại vang ầm một tiếng sấm sét. Y nhìn chằm chằm người trước mặt, đợi rớt tiếng, lại mở miệng từ từ phun ra tám chữ. Mắt mù tim ngén, không biết tốt xấu. Bà vai cứng ngắc kia, đã hơi khẽ động. Món đồ mẹ ta tặng nàng, nếu nàng thật sự không muốn, ta cũng không tiện cầm đi trả lại bà, nàng cứ vứt đi là được. Cứ vậy đi, nàng trở về nhạn môn được rồi. Nói xong câu cuối, y nắm chặt bàn tay bị đứt, vẻ mặt đã thành lạnh lùng, không hề nhìn cô, cất bước đi ngang qua bên cạnh. Y bước nhanh ra khỏi điện các, mở cửa đi, cửa chưa khép, gió mạnh tràn vào, thổi cánh cửa đập vào khung không ngừng, phát ra tiếng cạch cạch to lớn thật phát xét, trên mặt đất chỗ y bước qua còn vương lại vết máu nhỏ tí tách. Nến trong điện các bỗng bị gió dập tắt, trước mắt Khương Hàm Nguyên lâm vào một vùng tăm tối, không thấy được gì. Y cứ thế mà đi, không quay đầu lại. Bình minh, mưa gió đã ngừng, bầu trời như được gột sạch, mặt trời mọc lên như lửa đỏ, quang cảnh tươi đẹp. Một ngày quang đãng đẹp đến bất ngờ. Nếu không phải khu vườn còn cành lá rơi rụng đầy đất còn chưa quét dọn kịp và nước hồ dưới chân núi bỗng dâng đầy gần như muốn tràn bờ đê kia, không ai có thể tưởng tượng đêm qua đã trải qua một trận mưa gió mãnh liệt đến thế. Phản kính đang ở trong khu vườn nhỏ ngoài cổng có cây táo trong con hẻm cạnh nhà họ tả, có sấm sét cũng không nghe thấy. Sáng sớm bị lưu hướng phái người đi gọi bèn vội vàng chạy về, biết nhiếp chính vương đã xuất phát đi giang đô Dương Châu, nghe bảo đột nhiên có việc phải đi trước. Lưu hướng tạm thời còn ở lại hành cung đưa tiễn vương phi. Phản kính đầy hổ thẹn, luôn miệng xin lỗi, bảo mình đã làm trễ nải hành trình của ông ấy. Lưu tướng quân cũng mau đuổi theo đi, phía vương phi ta sẽ xử lý. Hôm nay thu xếp xong cũng lên đường luôn. Lưu hướng cười bảo không sao, bàn giao việc lại cho phản kính xong, quay lại nhìn hướng hành cung. Đêm qua trong góc hành lang thấy nhiếp chính vương, sau khi vương phi được ngài đưa đi, lưu hướng đã biết chuyện không hay. Một bên là chủ thượng ông phải trung thành, một bên là con gái chủ cũ có ân sau đó ông nào dám rời khỏi âm thầm chờ gần đó ông nghe tiếng mưa gió sấm chấp từ trên trời lòng chỉ mong hai người không có chuyện gì có như thế ông mới yên lòng quả nhiên trời chưa hề theo như ý nguyện người sau đó nhiếp chính vương một mình bước ra tầm cát mặc dù mặt ngài như đá song lưu hướng lại rõ ràng cảm giác được cơn phẫn nộ đè nén trong ngài không chỉ có thế một tay ngài không biết sao đã bị thương máu chảy không ngừng rồi ngài đi thư cát trời còn chưa sáng, không đợi mưa gió tạnh đã lên đường đi Giang Đô. Mấy hôm trước sau khi Trang Thái Phi rời đi, hai người họ bỗng không đi đâu, liên tiếp mấy ngày đêm đóng cửa ở hành cung không ra, sự thể vì sao, người có ra thất sớm như lưu hướng tự nhiên biết rõ trong lòng. Mới cưới không lâu phải xa rời, cặp vợ chồng nhỏ khó chia khó lìa cũng là thường tình. Ông còn âm thầm vui cho hai người, không ngờ biến cố lan tràn nhiếp chính vương và tiểu nữ quân đến cùng vì tên vô sinh gì đó mà mâu thuẫn, nhiếp chính vương vì chuyện gì mà thất thố đến bước này, tới giờ này dù ông vẫn không thể hoàn toàn hiểu, nhưng đoán hẳn không thoát khỏi hai chữ tình yêu. Những chuyện nam nữ si tình trên đời, ông luôn luôn không rõ cho lắm, càng thấy không hiểu. Nhưng xem ra, hẳn hai người này không ổn rồi, ông tự trách mình vô cùng, cảm giác như là tội của mình, là thiếu sót của ông đêm qua liêu hướng vào hành cung đợi bái biệt vương phi chưa đến một lát ông nghe tiếng bước chân ngẩng lên nhìn thấy cô xuất hiện cô đã mặc y phục đi đường búi tóc nam trang cả người gọn gàng môi cô treo ý cười ngoại trừ sắc mặt thoáng nhìn hơi nhợt nhạt thì xem ra không khác bình thường liêu hướng thấy phía cô và nhiếp chính vương khác biệt như không có chuyện gì trong lòng cuối cùng mới thoáng tốt hơn chút nói tiểu nữ quân về hãy bảo trọng nhiều hơn giúp ti trước gửi lời hỏi thăm đại tướng quân. Ông ngừng đoạn, lại nhìn mắt cô, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cung kính thi lễ với cô rồi, quay người rời đi. Trường bảo cũng phải đi cùng lưu hướng, đến cô từ biệt, vẻ mặt đưa đám nói. Nô tỷ tuy là tấm thân không được đầy đủ, nhưng cũng có trí nam nhi. Nếu vương phi không chê nô tỳ vô dụng, hãy mang nô tỳ đi cùng. Nô tỷ không thể đánh nhau, nhưng dù sao cũng sẽ hầu hạ người, vương phi giết địch về, nô tỳ bưng trà đưa nước chăn ấm cho ngài. Khương Hàm Nguyên cười nói. Ở đó ta không cần đến cậu, cậu hầu hạ điện hạ cho tốt cũng giống vậy thôi, đi thôi. Trương Bảo không thể làm gì, nằm trên đất dập đầu với cô mấy cái, quệt mắt, cẩn thận bước đi, lưu luyến không rời. Khương Hàm Nguyên đứng trên bậc thềm cung, nhìn bọn lưu hướng Trương Bảo xuống núi, dần dần khuất bóng mới quay vào. Hôm nay khởi hành cũng như hôm đó ở lại, chuyện tới cực kỳ đột ngột, phản kính trở tay không kịp. Nhưng tình huống giống vậy trong quân doanh nhìn lắm thành quen. Ông nhanh chóng chuẩn bị xong, đội ngũ đang chờ lên đường, mới cho người đi mời Vương Phi. Lúc công nhân vào truyền lời, Khương Hàm Nguyên đang ngồi một mình bên bờ cửa sổ giám xuân các. Hành trang đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, đã khiêng ra. Còn lại một dương cuối cùng, cô ngắm nghía rất lâu. Vương Phi điện hạ, phản tướng quân nói, có thể lên đường. Ngoài cửa, công nhân chờ giây lát, tưởng cô không nghe thấy, lại hơi lớn giọng bẩm lại. Khương Hàm Nguyên lắc người tỉnh táo lại, đứng lên. Cô bước ra ngoài, phản kính lên đón. Nghĩ đến đêm qua không ngờ mình hỏng việc, không khỏi xấu hổ bất an, bèn thỉnh tội với Khương Hàm Nguyên. Khương Hàm Nguyên cười nói, là việc bên điện hạ đến đột ngột, nào liên quan đến chú phản chứ. Chúng ta đi thôi, nói xong cất bước ra cung. Một đoàn người xuống đến sơn giai. Khương Hàm Nguyên nhận lấy ngựa từ trong tay binh lính, xoay mình lên ngựa, vừa sắn cương dục ngựa thì thấy bên cạnh một gốc liễu nghiêng rũ ven hồ chỗ ngã cua có chiếc xe la nhỏ mà phụ nữ tiểu gia bản địa quen ngồi khi ra ngoài, một gã sai vặt đánh xe bị thủ vệ hành công ngăn không cho vào, đậu ở chỗ đó. Gã sai vặt trông chờ nhìn quanh, bỗng thấy toán người ngựa bên này chạy ra, sáng mắt lên, ngoắc hô. Phản lang quân, tiểu nương tử nhà tôi đến tiễn ngài. Khương Hàm Nguyên nghe được, thoạt đầu chưa hiểu kịp, không biết phản lang quân trong miệng gã sai vật này là ai nhìn theo hướng mắt của gã sai vật thì đúng là phản kính ông mới đến chưa mấy ngày sao kịp quen với nữ tử còn có giao tình thế nữa cô không khỏi nghi hoặc nhìn phản kính hôm qua phản kính ra ngoài thoạt đầu dọc xuôi theo hồ đi dạo một mình cảm giác rất không muốn đi hành công lại không tiện về dĩ nhiên là nghĩ đến cô gái mấy hôm trước chỉ nhà cho mình lúc ấy ông đi vội đến giờ còn chưa đưa cho đối phương tiền lụa, có vẻ không hợp lý. Vừa vặn không gì làm, bèn chuẩn bị, tìm đến gõ cửa, giao cho giả mẫu ra mở cửa. Diệp giả mẫu thấy ông tới, vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình mời vào. Trong thành nhãn môn dĩ nhiên cũng có mấy chỗ cùng loại. Quân kỳ trong đại doanh nghiêm minh, nhưng bình thường lúc không có đánh nhau, mỗi tháng cũng sẽ nghỉ ngơi một ngày. Đến chừng đó, các vị quân hán nhịn cả tháng khó tránh khỏi vào thành, đến nhà đưa tiền nhưng xưa nay ông luôn kiềm chế bản thân ngoại chưa bầu bạn bảo vệ nữ quân rảnh rỗi thì xử lý quân vụ chưa hề bước vào mấy chỗ thế này một bước đêm đó say rượu không biết giờ đi vào thế nào được bèn nhã nhận từ chối rồi đi ông lang thang bên hồ một lát cảm thấy bụng đói muốn tìm chỗ ngồi xuống nhấp một bầu rượu ngồi đến tối là có thể về bỗng một chiếc thuyền lá bồng bềnh trôi trên nước ngồi trong thuyền nào phải ai khác chính là cô gái tên diệp hồng kia rực rỡ cười mời ông lên thuyền đêm đó ông say rượu thực không nhớ đã trải qua như thế nào đêm qua lại rất khác ngoài cửa sổ gió táp mưa xa trong phòng ôn hương nguyễn ngọc nàng cực kỳ dịu dàng đáng yêu là cảm giác nửa đời người ông chưa từng trải nghiệm cộng thêm lần trước đi vội trong lòng tiếc nuối không bỏ tự nhiên là có nhưng cũng chỉ có thể thế này một hạt xương tốt hợp mà thôi tuyệt đối không ngờ nàng ấy sẽ chạy đến đưa tiễn phản kính đối diện với ánh mắt tiểu nữ quân lia tới, trong phút chốc mặt đỏ tới mang tai. Cũng may ông dâu ria sồm xoàm có nét quẫn bách thì người ngoài cũng khó nhìn ra. Ông biết cô gái đang chờ trong xe, định đi lại không mở miệng được, đang lúng túng không biết nên giải thích với tiểu nữ quân thế nào. Lúc này Khương Hàm Nguyên nhìn thấy cửa sổ xe la mở ra một nửa, trong cửa lộ một khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đôi mắt cô gái chan chứa tình cảm nhìn chú phàn bên cạnh cô. Cô bỗng sực tỉnh nhớ đến câu nói thúc thần huy hôm qua nói với mình sau khi trương bảo bẩm nói phản kính ra ngoài lúc ấy cô không hiểu không đầu không đuôi giờ đã rõ cả cô nhẹ cười thấp giọng nói chú phản nhanh đi chớ để người ta đi không một chuyến cháu chờ chú ở phía trước phản kính không còn từ chối xuống ngựa bước nhanh tới khương hàm nguyên cưỡi trước một đoạn quay lại ngắm nhìn tòa nhà sau lưng mình vừa ở mấy hô giang nam cây cỏ xanh um tươi tốt chỗ ở thấp thoáng sen giữa lưng chừng núi. Cô lướt mắt, xa xa, nhìn thấy chú Phản đang đứng cùng cô gái kia ở ven hồ dưới chân núi. Hình như cô ấy tặng cho ông một giỏ thức ăn, thấp giọng nói chuyện, không biết nói gì nhỉ, có lẽ vì còn có mặt của bọn họ nên chú Phản vẫn cứ câu nệ. Nhưng ánh mắt ông ấy nhìn khuôn mặt cô gái kia cũng rất ôn nhu, so với một chú Phản dâu sồm uy mãnh nghiêm túc cô thường biết trong quân kia, rất khác. Khương Hàm Nguyên thật sự thấy vui cho chú Phản của mình kiếp binh nghiệp, dĩ nhiên là kim qua thiết mã, khi thế non sông, nam nhi lập chí sẻ trời. Nhưng bề sau công và danh, nhiều hơn, là nhiều năm cô tịch và nghèo nàn. Nếu gặp chiến sự, còn phải chuẩn bị ra ngựa bọc thây bất cứ lúc nào. Hôm nay dù là sắp chia tay, nhưng đến khi về nhãn môn rồi, nếu ông đêm dài không ngủ, trong tiếng quân giác trong doanh nhớ về hoan tình hôm nay, hẳn trong lòng sẽ không còn cô độc. Khóe môi cô hơi nhếch, nhìn, rồi lại nhìn, bỗng, khuôn mặt như ướt lạnh. Lúc này mới giật mình, đúng là trong mắt đã có một giọt nước mắt lăn xuống. Cô lại thấy cô gái kia nhét một chiếc khăn tay vào tay áo chú Phản, ngay sau đó cúi đầu nhanh bước leo lên xe la. Chú Phản nhìn chiếc xe la nhỏ chậm rãi đi, thu tầm mắt, quay về phía bên này. Khương Hàm Nguyên lập tức nghiêng mặt, nhanh chóng lau đi nước mắt, lập tức vung cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Cô không quay đầu lại, phóng ngựa đón gió đi tới, mau chóng đuổi theo rời biên cương đến Trường An, rồi đến Giang Nam, tính toán đâu đấy cũng chỉ tầm nửa năm, nhưng cô cảm giác dài rằng giặc như đã qua nửa đời người. Giờ cô chỉ mong sớm ngày trở về, phản kính thấy lòng cô muốn về sớm, tự nhiên dẫn người dốc sức phối hợp. Toán người thẳng tiến ra Bắc, một nắng hai sương đi nhanh. Đến đến nếu gặp trạm dịch thì ở trạm dịch, nếu không có thì ngủ ở đất hoang ngoài trời. Cứ thế, tuần giữa tháng 7 năm nay, về tới Nhạn Môn đã chạm vạm tối cha cô đang ở phủ đô hộ thành nhạn môn cô không vào thành gặp ông ngay chỉ báo phản kính một tiếng một mình cưỡi ngựa đi vòng phóng đến trước thiết kiếm nhai nắng chiều đầy trời vách núi đen lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ cũ tất cả đều y như xưa cô leo lên đầu vách núi đón gió đứng một lát bỗng thả người nhảy xuống chìm vào đáy đầm cuối cùng cô chậm rãi nổi lên mặt nước dùng phế phủ của mình hít không khí quen thuộc này thật sâu mở đôi mắt ướt xuống dính đầy nước. Cô đã từng thề, mình sẽ không thầm khóc nữa. Đã phát thề, cô sẽ không quên. Ngày đó, nước mắt cô rơi ở Giang Nam, không phải là nước mắt khóc thầm. Tất cả đều quay về chính đạo. Chuyến này ra Bắc, vì đi đường, người cô lấm lem đầy bụi. Cô tắm một hết bụi đường, lên bờ, tròn áo đã cởi, vừa phát tóc ướt, vừa đi đến ngựa của mình. Tướng quân, nghe có người cao giọng gọi, Cô quay lại, xa xa có người cưỡi ngựa lao đến. Là Dương Hổ. Cô ngừng bước. Tháng trước, Phàn Kính khởi hành về Nam đi đón trường ninh tướng quân. Dương Hổ dục dịch muốn động. Từ mấy hôm trước, cậu tìm chuyện làm. Từ thanh mục doanh chạy tới. Vì cái gì chính là để đón cô về doanh. Tướng quân thường hay tắm rửa chỗ này. Hoặc là từ chỗ vách núi nhảy xuống. Dương Hổ nhìn quen không thấy lạ. Nghĩ là sở thích của cô ấy. Thấy cô, bèn xuống ngựa chạy như điên đến gần, thấy cô vừa mới từ dưới nước lên đang phát tóc, vội vàng bước tới, mặt cứng ngắc quay sang một bên, mắt nhìn chăm chăm một góc bên cạnh, trong miệng vội vàng trách móc. Tướng quân, vừa nhận được tin báo, Bạch Thủy Bộ Vương được người địch giúp đỡ đang sinh sự phản loạn, Đại Hách Vương mới đưa tin cho Đại Tướng quân. Đại Tướng quân bảo ngài quay về. chương 60 Dương Hồ nói Đại Tướng quân sang Đại Doanh chuẩn bị thăng trướng. Khương Hàm Nguyên đi thẳng một mạch vào trong đại doanh nhãn môn cô có doanh trại riêng mình, bằng tốc độ nhanh nhất cô thay y giáp, ngay sau đó đi vào đại trướng trong quân, thấy Khương Tổ Vọng cha mình đã ngồi đó, trong đại doanh hơn 10 quan tướng cấp từ tứ phẩm trở lên cũng đều vào chỗ. Nửa năm không gặp, đám người thấy cô bèn rối rít đứng dậy, bao gồm cả cha cô Khương Tổ Vọng. Thoạt đầu Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, rồi kịp hiểu ra, ngay lúc Khương Tổ Vọng dẫn người hành lễ với cô, bèn vội bước nhanh đưa tay đỡ ông. Đại tướng quân, các vị chú bác, các vị tướng quân, trong quân không có nhiếp chính vương phi, chỉ có trường ninh. Không cần nghi thức xã giao. Khương tổ vọng không nghe theo, thần sắc trang nghiêm. Nhiếp chính vương phi mới tới, theo lý phải nhận bái. Nói xong, ông làm lễ trong quân với con mình, quan tướng chung quanh cũng hành lễ cùng. Khương hàm nguyên hiểu, cô không cần nữa, đứng nhận lễ xong đợi cha ngồi lại, mới tiến lên hành lễ như xưa. Hôm nay trường ninh về doanh, xin đại tướng quân sai dùng. Khương Tổ vọng nhìn con, khẽ gật, ra hiệu cô mồi vào chỗ. Khương Hàm Nguyên lại vấn an mấy vị lão tướng quân cao tuổi trước. Đám người bận bịu trả lễ, mặt tươi cười lộ vẻ rất mừng rỡ. Xong xuôi Khương Hàm Nguyên mới vào chỗ. Người đến đông đủ, tham quân đại doanh giới thiệu qua tình huống một lần. Tháng tư, thừa dịp đại hách vương đi trường An, Bạch Thủy Bộ Vương khi dễ vương tử tiêu lễ tiên tuổi còn nhỏ, bèn liên hợp với phục nhân bộ từng là thông gia thân gia trước đây mưu đồ bí mật phản loạn. Nào ngờ tiêu lễ tiên dù trẻ tuổi nhưng vô cùng có năng lực, đoán trước tình hình kịp thời chân áp. Hai bộ không những không chiếm được chỗ tốt, trái lại còn hao tổn binh tướng, hốt hoảng chạy trốn. Ngay tháng trước, hai bộ này ngo ngoe ngóc đầu lại. Lần này không chỉ là thế lực còn sót lại của hai bộ làm loạn, mà còn có Nam Vương Phủ chiếm được Bắc Địch ủng hộ. Nam Vương Phủ xuất binh, tạo thành liên quân tổng cộng gần 3 vạn đánh tới. Cục diện lập tức phát sinh đại biến, trong 6 bộ còn lại, Vũ Cường Bộ và Cao Cung Bộ hai thế lực yếu nhất nhanh chóng mất vào tay giặc, hai bộ trung khâu, Tử Sơn vì sợ hãi vũ lực của Bắc Địch, do dự không chịu dốc toàn lực tác chiến, chỉ còn lại hai thế lực của Đại Hách Vương và Lộc Sơn đang ra sức chống cự. Đại Hách Vương một mặt tập lực đối phó, một mặt phái người đi hai đầu Trường An và Nhạn Môn phát tin cầu cứu giữa ngụy địch chắc chắn sẽ sắp có một trận đại chiến vào thời điểm này mục đích bắc địch gây chuyện trong tám bộ đã rõ ràng nếu tám bộ bị chiếm một khi đại chiến tới dù cho đại ngụy đã đả thông tuyến phòng ngự thanh mộc nguyên nhưng cũng bị đáp trả lại bằng lỗ hùng khi tám bộ bị phá vỡ đến chừng đó việc phòng thủ phân tán cực kỳ bất lợi cho đại ngụy không chỉ thế nếu lần này để người địch đạt thành kế hoạch còn là mối áp đảo đối với lòng quân đại ngụy nhất định phải xuất binh đồng thời phải thủ thắng. Mang danh là trợ giúp đại hách, thực ra cũng như là một trận chiến diễn tập trước cuộc đại chiến ngụy địch. Về điểm này, giờ đây trong lòng mỗi một người ở trong đại trướng đều vô cùng rõ ràng. Khương Tổ vọng đào mắt xuống cấp dưới, nói. Hôm nay đã là 12 ngày nhận thư đại hách vương. Đại hách vương có thể huy động người ngựa tổng cộng hơn một vạn, Và phản quân có sự trợ giúp lại gấp ba số đó. Nếu ta tính không sai, Đại Hách Vương vì bảo toàn lực lượng sẽ rút lui đến thành Phong Diệp mà ông ta nắm giữ nhiều năm dễ thủ khó công, nhưng cũng đồng nghĩa là trèo trống không được bao lâu. Xuất binh cứu viện, lửa xém lông mày. Cũng may hai tháng trước, triều đình đặc biệt điều lệnh, hứa hẹn ta toàn quyền tự điều động binh tướng để đối phó với đột phát. Thiên ý và cả binh phù cũng đã được cùng đưa đến. Việc duy nhất cần quyết định chính là làm sao nhanh chóng đến cứu viện. Chư vị có ý mời nói. Nghe xong trung tướng vốn nét mặt có phần khẩn trương đua nhau thở phào. Phải biết, tình huống như này không giống với xung đột tác chiến biên giới thường ngày. Nếu không có lệnh triều đình, cho dù là đại tướng quân Khương Tổ Vọng cũng không thể tiếm quyền tự tiện xuất binh. Bây giờ tình huống khẩn cấp, lại là đột phát, chiếu lệ phải chờ mệnh lệnh triều đình đưa xuống, dù có là tin khẩn cấp 800 dặm nhanh nhất thì vừa đi vừa về e rằng cũng phải mất nửa tháng. Mà chờ nửa tháng sau xuất binh, cộng thêm thời gian đi đường, đợi binh mã đến e phía đại hách vương đã sớm thành phá người vong không ngờ phía đại tướng quân đã được đặc cách toàn quyền từ triều đình mức độ tin tưởng của triều đình với đại tướng quân có thể thấy lốm đốm cả đám vui mừng hết lo lắng tranh nhau mở miệng gần như không có gì tranh luận ngay sau đó tất cả nhất trí bao gồm cả khương tổ vọng xác định một tuyến đường xuất binh từ linh khâu xuất phát đi về phía đông quân dọc theo biên giới u châu bị bắc địch chiếm đoạt với đại ngụy đi thành phong diệp duy nhất cũng là vấn đề lớn nhất người địch chắc chắn sẽ đề phòng đại ngụy xuất binh viện trợ chắc chắn sẽ có ngăn cản dọc đường tuyến xuôi nam dọc u châu dài rằng dặc này quyền chủ động trong tay người địch khắp nơi đều có cứ điểm có thể lợi dụng khoanh vùng mấy địa điểm có khả năng gặp cản trở nhất xong vấn đề còn lại chính là làm sao tan giã xuyên qua bằng tốc độ nhanh nhất đây không phải là chuyện dễ dàng đây là một cục xương cứng cực lớn. Xuất binh ba vạn, chậm nhất cũng phải trong vòng một tháng, trước giữa tháng 8 đại đội đến được thành phong diệp. Nếu không, có đến cũng sợ là không còn gì để giúp đỡ. Đến khi Khương Tổ Vọng thốt ra câu kia, thảo luận kịch liệt trong đại trướng tự dưng yên tĩnh lại. Cả đám ngó nhau, cơ hội lập công tuyệt vời thế này ai mà không muốn tranh. Nhưng tranh giành qua lại xong, nếu đến cuối cùng đại đội bị chặn nửa đường, thất bại mà về, vinh nhục không nói, còn phải chịu trách nhiệm ảnh hưởng trái chiều đến đại cục, không phải ai cũng có thể tùy tiện dám can đảm gánh chịu. Sau một thoáng im lặng, bỗng có một giọng lớn tiếng. Mà tướng nguyện lãnh binh xuất chiến. Người lên tiếng là một đại tướng tuổi trường 40, mày rậm mũi to, trên mặt có vết sẹo. Người này là tuyên uy tướng quân Chu Khánh. Ông là một lão tướng trải qua trăm trận chiến đấu nơi xa trường, cũng là một trong các tướng lĩnh dưới trướng được Khương Tổ Vọng coi trọng nhất, tác chiến hung dũng, Giàu kinh nghiệm, rất có uy vọng trong quân. Người được Khương Tổ vọng chọn lĩnh quân trong lòng vốn cũng là Chu Khánh. Nhưng Chu Khánh cũng có một chỗ chưa đủ, đó chính là liều lĩnh dễ dàng khinh địch, mà lần này, chẳng những nhiệm vụ gian khổ mà chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Khương Tổ vọng suy nghĩ một chút, đưa mắt sang một người khác ngồi bên dưới. Chu Khánh làm chủ tướng, cậu làm phó tướng hành quân. Hai người phải chân thành hợp tác, nhớ một tháng là kỳ hạn dài nhất ta có thể cho các cậu, cần phải tiến quân đến Thành Phong Diệp. Phó tướng ông chọn là Trương Mật, tâm tư kín đáo, ngày thường cũng giao hòa với Chu Khánh, từng có mấy lần phối hợp dẫn quân. Hai người lấy thừa bù thiếu, vấn đề trở nên không lớn, chỉ còn tính xem đi đường phải tốn bao nhiêu ngày. Hai người đứng dậy nhận lệnh, Khương Tổ vọng gật đầu, lệnh cho điểm chọn người ngựa, sáng mai lập tức xuất phát. Chuyện đã định xong, hai người chu khánh trương mật nhận trách nhiệm xong vẻ mặt nghiêm túc không dám chậm trễ thêm lập tức đi chuẩn bị hàm nguyên con ở lại khương tổ vọng gọi lại cha con đại tướng quân quan hệ lạnh nhạt trong quân trên dưới đều biết nhưng lần trở lại này nữ tướng quân lấy chồng trường an xa xôi đi nửa năm hôm nay mới về dĩ nhiên cha con hẳn có lời muốn nói trong đại chướng người còn chờ lại cũng rối rít cáo lui ngay sau đó chỉ còn lại hai cha con Khương Tổ Vọng ngắm con rất lâu, hỏi. Trên đường có thuận lợi không? Thuận lợi à? Khương Tổ Vọng gật đầu, chân chừ một lúc, như lặng lẽ dòm sắc mắt con gái, rồi hỏi. Nhiếp chính vương mọi việc ổn cả chứ? Rất ổn à, hiện giờ đang năm tuần. Khương Tổ Vọng lại trầm tư một lát, mặt lộ ý cười. Phản kính bảo con lên đường quay về rất gấp, con cũng đã mệt, đi nghỉ sớm. Đi. Khương Hàm Nguyên vâng lời, đứng dậy, thi lễ với Khương Tổ Vọng xong quay ra ngoài trướng. Khương Tổ Vọng dõi theo bóng lưng cô, chợt thấy cô ngừng bước, quay lại nói. Con còn có một chuyện. Khương Tổ Vọng lập tức hỏi. Con nói đi, chú lưu hướng, nhờ con vẫn an cha dùm ông ấy. Khương Tổ Vọng khẽ giật mình. Ông mới thấy con mình quay lại bảo có việc, lòng nhói chút, âm thầm chờ mong, không ngờ chỉ là một câu này. Ông khượng lại, nở nụ cười. Cha biết rồi, con đi đi. Khương Hàm Nguyên ra khỏi đại trướng trong quân, đi về lều mình. Trời đã tối, trong đại doanh nhóm lửa, trên đường gặp phải binh sĩ, xôn xao vấn an cô. Cô gật đầu cả một đường, về tới chỗ nghỉ ngơi. Dương Hổ vẫn đang chờ ngoài đại trướng, lòng đầy chờ mong, biết cơ hội xuất chiến rơi vào tay người khác, không khỏi thất vọng, trên đường không dám nói, chỉ than thở, nhanh bước đến trước doanh trướng của cô, thực hết nhịn nổi, nhỏ giọng lau bao. Tướng quân, Cơ hội như vậy, sao tướng quân không dành về cho thanh mộc doanh chứ? Mấy ngày tướng quân đi, ai cũng không có lười biếng dù một ngày, ngày ngày thao luyện, mong chờ xuất chiến đó. Khương Hàm Nguyên dừng bước, quay qua nhìn cậu. Trước khi ta đi, chính cậu đã nhận lời, trước khi ta về, mỗi ngày thảo tao nhiều hơn người khác hai khắc, có làm được không? Dương hủ vỗ ngực. Còn phải hỏi, tôi đã nói ra, đương nhiên làm được, tướng quân không tin cứ việc đi hỏi. Giờ thì cậu ra vẻ khẳng khái, thực ra từ sớm đã không ngừng kêu khổ, nhưng lúc đó tự mình khoác lác không muốn nuốt lời, nên ngày ngày đều ngóng cô về, sớm cứu mình thoát khỏi bể khổ. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Tốt lắm, ta có mang về thư nhà và y phục người nhà cậu gửi nhờ, đi xem chút đi. Dương Hổ mừng rỡ không thôi, trong phút chốc bỏ qua tiếp núi vì bỏ lỡ cơ hội xin chiến, luôn miệng cảm ơn, quay người chạy cực nhanh. Đổi Dương Hổ, Cương Hàm nguyên vào doanh trướng. Trong trướng bảy biện đơn giản, một giường, một bàn, một ghế, một chiếc giương và mấy thứ linh tinh thường dùng. Cô đốt nến, cởi giáp, ngồi một mình trước bàn, ngẩn ra nhìn ánh nến thật lâu, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt. Đêm dần khuya, giờ hợi từ phía nam doanh xa xa truyền đến một tiếng sừng thổi mơ hồ. Cô biết ở đó giờ này lửa đốt rực sáng, ba vạn tướng sĩ đang vì xuất hành sớm mai mà khẩn trương chuẩn bị trong đêm suy nghĩ luôn ở trong đầu cô đến tận đây cũng dần dần nổi lên rõ ràng mạch lạc cô lặng lẽ mở mắt đi ra doanh trướng đứng trong đêm đen dõi mắt nhìn dãy núi hoang vu đen ngòm dưới bầu trời đêm phương bắc đứng im một lát toàn bộ đã suy tính xong cô không do dự nữa quay vào một lát sau bước ra đi đến đại trướng giờ này khương tổ vọng còn chưa nghỉ ngơi ông thị sát ba vạn binh mã chờ xuất phát sau khi quay về lại ngựa không dừng vó mồi vào bàn tự mình nâng bút phát thảo tấu chương liên quan tới xuất binh, tái hiện phương án kỹ càng dâng lên con rể ông, nhiếp chính vương đương triều. Khương Hà Nguyên đi đến ngoài đại trướng quen thuộc, dừng bước, đang định gọi vệ sĩ trực đêm thông báo một tiếng, chợt nghe một chàng ho khan từ trong trướng vọng ra. Cô ngừng bước, đợi tiếng ho dừng, không ngờ tiếng ho không dừng mà càng lúc càng dữ dội, nghe như rất đau lại rất mãnh liệt, rồi như bị cố hết sức nén xuống. Khương Hà Nguyên cảm giác không đúng đột một bước lên mở màn cửa nhìn thấy cha dũng người trên bàn ánh nến dọi bóng người còng xuống uể oải ra ngoài không phải đã dặn không có ta cho phép không được tự tiện vào ư khương tổ vọng cô nén nỗi đau tuôn ra từ trong lồng ngực mang theo mấy phần giận dữ thấp giọng la vừa nói ông vừa ngừng lên thấy ở màn cửa là con gái đang đứng lấy làm kinh ngạc lập tức tỉnh táo đứng dậy mở hộc tủ cạnh bàn lấy khăn quay đi vội lau khóe miệng lập tức quay mặt lại mỉm cười. Hủy hủy là con à, đã chế thế này còn chưa ngủ, có chuyện gì thế? Khương Hàm Nguyên không đáp, cô bước nhanh đến bên cạnh, dừng mắt ở phía sau mà ông đang che lại. Trên mặt đất, đúng là một vũng máu. Khương Hàm Nguyên kinh hãi, đưa tay cưỡng ép giật lấy tấm khăn trong tay áo được Khương Tổ Vọng giấu đi, mở ra, nhìn chằm chằm vết máu dính trên khăn, chậm rãi ngẩng lên nhìn người trước mặt. Sao lại giấu người? Sao không chảy chữa à? Cô biết ngực cha từng bị mũi tên bắn lén, lúc ấy tổn thương tới phế phủ, kéo dài hồi lâu. Nhưng mấy năm qua thấy ông hoàn toàn không có gì khác lạ, bèn cho rằng vết thương cũ đã khỏi hẳn. Cô tuyệt đối không ngờ sự thật là thế này. Khương Tổ vọng chậm rãi ngồi lại, mỉm cười nói. Không cần lo lắng, chỉ là vết thương cũ năm xưa, gần đây thi thoảng đụng chạm thôi. Ta có uống thuốc, qua mấy hôm sẽ tốt thôi con đừng ồn ào ra ngoài tránh gây lo lắng không cần thiết. Triều đình đang chuẩn bị cho đại chiến, ông thân là chủ soái, nếu lúc thế này có tin cơ thể có chứng ngại bị truyền ra, sẽ là bất lợi cỡ nào trong lòng quân. Khương Hàm Nguyên dĩ nhiên biết, cô nhìn cha trước mặt, nỗi lòng chợt hỗn loạn, không biết nên nói gì cho phải. Khương Tổ vọng lại nhìn con cười. Hủy hủy yên tâm, cha biết nặng nhẹ, tuyệt đối không dám chậm trễ đại sự bậc nhất của triều đình xem ra ông đã khôi phục tinh thần, ngồi thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Con đến tìm ta có chuyện gì? Khương Hàm Nguyên tỉnh táo lại, đành tạm thời nén nỗi lòng, giữ vững tinh thần nói. Liên quan đến chuyện gấp rút tiếp viện hôm nay, con có một ý, có thể nói không? Khương Tổ Vọng gật đầu. Con nói đi. Khương Hàm Nguyên thuật lại tóm tắt chuyện xí thư cải trang lặng lẽ chui vào trường An để mắt tới mình rồi chặt cuộc tay chạy trốn. Có thể kết luận, hôm đó hẳn gã đã may mắn sống sót chạy về. Hôm nay loạn tám bộ hẳn là bút tích của gá. Lần trước gá suýt mất mạng hiện giờ phải nên bất động, xong đã ra tay thì chính vì tình thế bắt buộc, chắc chắn hắn sẽ kế hoạch chu đáo, toàn lực đối phó. Cô nhìn về mặt cha mình đã trở nên nghiêm trọng cực kỳ. Hai người Chu Khánh Trương Mật lãnh binh đi nam tuyến đến thành Phong Diệp, còn không dị nghỉ. Đây là tuyến đường hành quân hợp lý nhất, phối hợp thông thường nhất. Nhưng tám bộ có thể đánh, cũng chỉ hai bộ đài Hách Vương và Lộc Sơn. Đại tướng quân có từng cân nhắc, lỡ thành phong diệp trụ không được, chưa đợi nam tuyến viện quân đến, đã đổ trước. Khương Tổ vọng trao mày. Con không phải không có lý, sao mà ta không cân nhắc chứ, nhưng đã hết cách. Gần đây thám tử truyền tin, ở phía bắc đối diện có dị động, hẳn là sĩ thư cố ý kiềm chế. Mặc kệ hư thực gá thế nào, nhất định tuyến phòng thủ phải có người phòng khi. Ba vạn nhân mã không thể nhiều hơn cho bọn họ một tháng đã là cực hạn, không thể nào nhanh hơn nữa. Chỉ hy vọng phía thành phong Diệp có thể chịu đựng được. Đại tướng quân, còn có một con đường khác. Khương Hàm Nguyên đi đến trước sư đồ, vẽ lên đó một tuyến đường, nói. Tuyến đường phía bắc có thể phái một đội khinh kỷ, từ cao liễu tắc vào u yến, tránh được chỗ trọng binh của người địch, xuôi theo trường thành các triều đại hiện giờ bị người địch bỏ hoang và tắc viên, đi thẳng hướng đông, tập kích, lấy an long tắc, chỉ cần ra khỏi tắc là không cần ngăn cản, có thể chạy suốt đi thành phong diệp. Nếu kế hoạch thành công, hành quân nửa tháng là đủ. Sau đó, có thể giúp thành phong diệp phòng ngự, đợi thêm quân đội tuyến phía nam tụ hợp, thế thì kế hoạch càng ổn thỏa. Khương Tổ Vọng khẽ giật mình, đứng dậy nhanh bước đến trước sư đồ, thoáng nhìn qua, lắc đầu. Quá mạo hiểm, ra khỏi cao liễu là vùng người địch chiếm đóng. Mặc dù khu vực trường thành con chỉ hiện giờ đã bỏ hoang, không có quân lính canh giữ, song đấy lại là địa bàn chúng hành quân, như vào miệng cọp mà nhổ răng việc này quá nguy hiểm huống hồ ông chỉ vào một chỗ trên tuyến đường con gái vạch ra đây từng là vùng đất nước tấn xưa kia trên dư đồ của ta đánh dấu chốt núi tuyến nước còn có tác điểm các thứ khuyết thiếu không đủ không thể dùng để tham khảo khi tác chiến cứ thế xông vào như không có mắt vậy không thể khương hàm nguyên nói liên quan tới chỗ này con biết tuyến đường chính xác khương tổ vọng khẽ giật mình nhìn con. Ở đâu mà con biết? Khương Hàm Nguyên nhớ tới sau đêm tân hôn không lâu, Thúc Thận Huy kéo cô đi thư phòng của mình chỉ cho cô dư đồ và xa bàn to lớn của mình, nói. Nhiếp chính vương Điện Hà có dư đồ người tấn hiến, ngài từng cho con xem qua, tuy là dư rồi trước kia, nhưng phương vị địa lý đại khái cũng không thay đổi nhiều. Hoàn toàn có thể dùng để tham khảo khi hành quân. Chỉ nhớ cô cực tốt, khép mắt, xa bàn liền hiện rõ trong đầu cô không sót chỗ nào cô lại chỉ vào dư đồ, bù chỗ thiếu, sửa chỗ sai, cuối cùng nói. Đại tướng quân tin con đi, chuyện lớn vậy nếu không nắm chắc, con sẽ không mở miệng bừa. Con gái dụng binh xưa nay đều lớn mật mà cẩn thận, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Về điểm này Khương tổ vọng quá rõ, đây cũng là nguyên nhân vì sao năm xưa ông không tránh né hiểm nghi mà lớn mật trọng dụng con. Thiên phú quân sự như thế, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay lúc này ông không thể không thừa nhận, ông cũng đã bị kế hoạch mạo hiểm không phải không chút khả thi mà đứa con nói đả động. Huống chi, trùng hợp còn có dư đồ xưa của nước tấn hỗ trợ thêm, như là trời trợ giúp. Ông tuyệt đối không phải người tôn nệ đường cũ, ông trầm ngâm một lát, gật đầu. Cũng không phải hoàn toàn không thể, để ta nghĩ xem thi hành thế nào, phái ai phù hợp. Nếu đại tướng quân tin tưởng, con tình nguyện dẫn hai ngàn khinh kỵ thanh mộc doanh của con, đi tuyến phía bắc này. Khương Hàm Nguyên lập tức nói không được khương tổ vọng không hề nghĩ ngợi quả quyết bác bỏ con không thể đi ta thừa nhận kế hoạch này của con khả thi nhưng nguy hiểm quá lớn đại tướng quân quan binh thanh mộc doanh của con không ít người bao năm qua đã học tiếng người địch đến trường đó cải trang nhập cảnh tùy cơ ứng biến đây là ưu thế mà biệt doanh không có ngoài ra khinh kỳ tập kích cũng là sở trường của thanh mộc doanh con huống chi con còn quen đường nếu đại tướng quân cũng cho rằng kế hoạch khả thi con không nghĩ ra ngài có lý do gì mà không phái thanh mộc doanh của con thi hành khương tổ vọng chợt nghẹn lời ông tránh hai luồng ánh mắt của con phóng tới thấp giọng nói hủy hủy không phải cha không tin năng lực của con mà là ông dừng đoạn mà bây giờ con là nhiếp chính vương phi thân phận quý giá đại tướng quân nếu dưới chướng ngài không chứa được con ngày hôm nay ngài cần gì phái con về ngài tiếp nhận con quay về nhưng lại lấy lý do này không cho con tham chiến thứ cho con không thể tiếp thu được. Huống hồ, sợ dĩ con xin xuất chiến, cũng không phải vì mục đích tranh công mà là cân nhắc vì đại cục. Kế hoạch này, không phải con khoe khoang, mà con không nghĩ ra được trong quân còn ai thích hợp đứng ra thi hành hơn con. Khương Hàm Nguyên nói xong, thấy cha trầm tư, chậm rãi xoay lưng nhìn tấm dư đồ, nhìn thật lâu, cũng không biết đến cùng ông nghĩ gì, rồi từ từ quay lại nhìn mình, như tường tận xem xét, mắt hơi lấp lánh. Cuối cùng dường như ông Hà quyết tâm, đột một trả lời cũng được theo mong muốn của con con điểm hai ngàn kinh kỹ xuất binh Bắc Tuyến mặt khác mau chóng trình cho ta phương án thi hành cụ thể Khương Hàm Nguyên nhẹ thở phào lấy trình báo dự kiến vừa viết xong ra hai tay dâng lên con đã chuẩn bị xong mời đại tướng quân xem cho phê chuẩn Khương Tổ vọng thầm thở dài nhận lấy nhanh như gió duyệt xong gật đầu đi chuẩn bị đi còn nữa Ông chăm chú nhìn gương mặt con gái. Hủy hủy, chuyến này hiểm trở, con nhất định phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, tránh được nên tránh, thả trễ ít này, cũng không thể gấp gáp để bản thân lâm vào nguy hiểm. Khương Hàm Nguyên đáp vâng, xoay người đi mấy bước, rồi ngừng. Cô quay đầu lại, thấy cha đứng trước dư đồ ngẩn ra nhìn. Ánh nến trên bàn soi bóng lưng ông, cô nhìn chiếc bóng, lần đầu tiên cảm thấy, cha khi cởi chiến giáp, cũng không còn cao lớn đã lộ ra vẻ già nua gầy gò thế này hủy hủy con còn có việc à khương tổ vọng cảm thấy quay đầu hỏi khương hàm nguyên rốt cuộc nói đại tướng quân xin bảo trọng thân thể nhiếp chính vương nam tuần nếu việc thuận lợi chiến sự có thể sang năm bắt đầu cô dừng đoạn bồi thêm một câu khương tổ vọng gật đầu cha biết rồi khương hàm nguyên lướt mắt qua vết máu trên đất khép miệng tâm sự đầy nặng nề đi đang định bước ra Nhìn thấy cha Trần trừ một lúc, bỗng đi tới phía mình, dừng trước mặt cô. "Hủy hủy, cha thật không ngờ, con thành hôn mới bao nhiêu ngày, lại có tin bảo con muốn về." Nhiếp Chính Vương hắn, đến cùng hắn đối xử với con thế nào? Ông nhìn một lọn tóc xanh trên trán con gái trong sắc nến, âm thầm cắn răng, thấp giọng hỏi. "Khương Hàm Nguyên lặng thinh. Kẻ làm cha như nhận ra điều gì, giải thích." "Cha vô năng, từ đầu không thể ngăn hôn sự, phải chính con mở miệng nhận lời gả đi." vốn cũng không có tư cách hỏi con việc này. Nhưng ý cha là, nếu con hối hận, tương lai con muốn ở lại, đợi xong trận chiến này cha chắc chắn sẽ nghĩ cách, dốc hết toàn lực giúp con. Cha hiểu lầm rồi ạ. À. Khương Hàm Nguyên ngừng lên, nở nụ cười bên môi. Nhiếp chính vương thật sự đối đái con rất tốt, ngày ấy được giáo dưỡng cao quý, nho nhã lễ độ, luôn cân nhắc mọi thứ vì con, bao dung có thừa. Ngày ấy là người tốt vô cùng. Sở dĩ con có thể quay về nhanh như vậy tất cả cũng vì ngài thông cảm." Cô đón lấy ánh mắt cha. Đêm Tân Hôn con đã nói rõ với ngài ấy, con muốn mau chóng về nhạn môn, ngài đã khẳng khái đồng ý. Là vậy nên con được như mong muốn, về sớm." Lúc con gái nói tốt cho Nhiếp Chính Vương, lời đầy chân thành tha thiết, mắt như rực sáng, không thấy nửa ý miễn cưỡng. Cuối cùng Khương Tổ vọng cũng thở phào, tâm tình vui vẻ lên, liên tục gật đầu nói. "Tốt, tốt." vậy tốt rồi, là cha già nên hồ đồ rồi, nghĩ sai cho nhiếp chính vương mới nói hưu nói vượn. Hủy hủy con đừng trách, con đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi thật tốt, mai hãy đi chuẩn bị cũng không muộn, cha làm xong ít việc còn trong tay rồi cũng đi nghỉ. Khương Hàm Nguyên trầm thấp vâng đáp, Khương Tổ vọng đưa mắt nhìn bóng con gái ra khỏi trướng, quay lại bàn, quăng nửa tấu trương mô phỏng ban nãy vào lửa rồi mở một bàn khác, tấu lên phương án hai tuyến Nam Bắc đồng thời gấp rút tiếp viện xuất binh khi viết đến đoạn con gái tự mình xuất lĩnh khinh kỵ từ tuyến phía bắc cắm vào biên giới địch khương tổ vọng nâng bút trầm ngâm thêm một câu giải thích dù tuổi cô không lớn song theo quân nhiều năm nhiều lần ra trận kinh nghiệm không kém hơn người lớn trong quân là bao cắt cử cô hành quân chính là vì cô là người thích hợp nhất thân là chủ soái ông rất yên tâm về cô xin nhiếp chính vương cũng yên tâm từ từ đợi tin chiến thắng khương tổ vọng viết xong nhìn lại từ đầu một lần niêm phong bằng si Ông ho vài tiếng, dứt lời, lập tức truyền người lệnh cho giao tin 800 giảm khẩn cấp. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.